Kinh Pháp Hoa giảng giải được soạn thảo bởi tác giả Lê Sĩ Minh Tùng qua giọng đọc của Nguyên Hà và Mỹ Ngân. Lời mở đầu. Diệu Pháp Liên Hoa có thể nói là bộ kinh nổi tiếng nhất trong khu vườn kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Kinh đạt đến địa vị tột cùng của nó là vua của tất cả các kinh, vì kinh ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc, có lẽ vượt ra ngoài tầm tư duy, suy luận của con người bình thường, và có công năng đưa người tu thẳng đến cứu cánh tối thượng là thành Phật. Trong kho tàng kinh điển Đại Thừa, Kinh Pháp Hoa được truyền bá rất sớm và rất rộng rãi vào khoảng 700 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. Nếu dựa theo Hán tạng, Kinh Pháp Hoa có tất cả 7 quyển, bao gồm 28 phẩm và có trên 6 vạn chữ với nghĩa lý thâm sâu huyền diệu, và được diễn tả như là một tác phẩm nghệ thuật dưới dạng một vở kịch kết hợp tư tưởng rất chặt chẽ, trải suốt chiều dài của kinh. Tuy kinh có dài, ý nghĩa sâu xa, nhưng nội dung vẫn không ra ngoài 7 chữ khai, thị, ngộ, nhập, tri, kiến Phật. Thật vậy, bản hoài của chư Phật xuất hiện trên thế gian này là khai mở, chỉ bày, khiến cho chúng sinh mở toang tri kiến Phật của mình và giúp cho họ thanh tịnh hóa tri kiến Phật đó. Khai có nghĩa là mở ra, cho nên khai Phật tri kiến là mở kho tàng tri kiến của Phật ra. Thị tức là chỉ cho thấy, cho nên thị Phật tri kiến tức là chỉ cho chúng sinh thấy cái kho tri kiến của Phật. Ngộ tức là bừng tỉnh mà thấy được sự thật, tức là chân lý. Sau cùng, nhập là đi vào, là chứng nghiệm, chứ không phải chỉ đứng bên ngoài mà nhìn vào, mà phải chính mình nghiệm chứng sự thật đó. Do đó, câu khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến có nghĩa là Phật muốn đem cái thấy biết của mình mà chỉ cho tất cả chúng sinh thấy, để họ cũng có thể tỏ ngộ được như Phật. Kinh Pháp Hoa nói về hoa sen, nhưng hoa sen ở đây phải chăng là hoa sen nơi chính mình để có thể khai, thị, ngộ, nhập cái hoa sen Phật tánh ấy nơi mình? Hoa sen sẽ vươn lên và nở rộ cũng như Phật tánh hiển bày. Cho nên Đạo Phật có mặt trên thế gian này để nhắn nhủ với nhân loại rằng tất cả mọi người đã có đủ tri kiến Phật giống y như Phật. Vì thế, nếu con người biết sử dụng tri kiến Phật thích đáng và hữu dụng vào trong cuộc sống để hóa giải hết vô minh phiền não, thì chính họ sẽ trở thành Phật, chứ không phải quả vị Phật là do bất cứ vị Phật nào ban thưởng cho ta được. Trong Phật giáo không hề có con đường tắt hay sự chứng đắc là do ai ban cho ta, mà phải bằng sự tinh tấn nỗ lực tu tập, nghĩa là con người phải tự mình cất bước bằng chính đôi chân của chính mình. Có đi sâu vào thiền định, có tư duy quán chiếu, có gạn lọc ô nhiễm trong tâm thức, có sống trong chánh niệm tỉnh thức để làm chủ được thân, khẩu, ý, thì hoa sen từ búp sẽ dần dần vươn lên khỏi mặt nước và nở rộ mà tỏa ra hương thơm khắp cùng. Do đó, Đức Phật là đóa sen đã nở trước, nở toàn diện mà hiển bày nhụy, gương, cánh, hột một cách viên mãn. Còn tất cả chúng sinh là những búp sen, tuy chưa nở rộ, tuy vẫn còn nằm ở dưới nước, nhưng nếu cố gắng vươn lên, thì một ngày nào đó sẽ vượt thoát ra khỏi chốn bùn nhơ, mà thấy được ánh sáng chân lý nhậm màu và nở rộ giữa ánh nắng bình minh, trong lành thanh thoát. Vì thế, Đức Phật mới dạy rằng, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nếu họ tinh tấn nỗ lực tu hành thì họ cũng sẽ thành Phật như ta vậy. Tuy cấu trúc của Kinh Pháp Hoa bao gồm 7 chữ khai, thị, ngộ, nhập tri kiến Phật, nhưng quan trọng nhất vẫn là 4 chữ nhập tri kiến Phật. Đó là phần thâm nhập, tức là phần thực hành để hành giả có thể tỏ ngộ được và thực chứng được cái Phật tánh nhiệm màu của mình. Và đây được xem là phần quan trọng nhất của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, bao gồm 6 phẩm chót. Đến đây, hành giả có thể sống trọn vẹn với trí tuệ Phật hằng sáng thanh tịnh của chính mình. Nhưng thế nào là tri kiến Phật, chân tâm hay Phật tánh? Tri kiến Phật là bản thể chân như, là vô nhất vật nên không thể dùng ngôn ngữ văn tự của con người diễn giải được. Nhưng ở đây, Kinh Pháp Hoa lần đầu tiên trong kho tàng kinh điển Đại Thừa đã hé mở bức màn bí mật để hành giả Pháp Hoa có cái nhìn rõ ràng rốt ráo hơn về ý nghĩa của trí tuệ Phật. Vì thế, mục đích của người thọ trì Kinh Pháp Hoa là phải đạt đến cứu cánh tối thượng đó,
để mang lại cho mình sự thanh tịnh, an lạc, tự tại, giải thoát và giác ngộ trong cái cõi đời có tan có hợp này. Cấu trúc của kinh Pháp Hoa rất rõ ràng, mạch lạc. Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho đại trí tuệ nên xuất hiện ở phần đầu để khai thị, chỉ bày, khiến cho chúng sinh tỏ ngộ và sống với tri kiến Phật của mình để truyền khổ đắc lạc và liễu sinh thoát tử. Nếu con người không chạy theo vô minh bất giác làm nô lệ cho vật chất giả tạo mà sống theo chân tánh hằng sáng thanh tịnh của mình thì đời này làm gì còn khổ, thế gian này sẽ trở thành cực lạc thanh tịnh niết bàn. Con người có trở về với bổn tánh, chân tâm hay Phật tánh chỉ khi nào họ đạt được cái trí tuệ này, và lúc đó họ sẽ an trú trong sự thấy biết tánh bình đẳng của tất cả mọi sự vật, hiện tượng và tất cả khái niệm hay ý niệm về những cặp phạm trù đối đãi phân biệt sẽ biến mất. Sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện ở phần cuối để khuyến khích, yểm trợ cho sự hành trì kinh Pháp Hoa trong hiện tại và trong tương lai. Đó là chi hành hợp nhất vậy. Sự huyền diệu là ở cách thực hành, sự hiểu biết rốt ráo để ứng dụng nó vào trong cuộc đời mà liều khổ đắc lạc. Cái lạc tối thiểu là có hạnh phúc cho chính bản thân và cho gia đình của mình, và cái lạc tối đa là sống đúng với tri kiến Phật để có được vô thượng bồ đề niết bàn giống như chư Phật vậy. Vì vậy, muốn có kết quả viên mãn, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý Phật tử đọc và tư duy từng phẩm một nhiều lần cho đến phẩm cuối cùng, thì quý vị sẽ tự mình tỏ ngộ được thâm nghĩa huyền diệu của kinh, và sau đó tinh tấn nỗ lực thực hành để trở về sống với trí tuệ Phật vĩnh hằng ở trong ta. Nghĩa là hành giả Pháp Hoa phải tri hành hợp nhất thì mới đem lại kết quả lớn lao cho mình được. Kinh thì thậm thâm vi diệu, còn tri thức của chúng tôi thì nông cạn, thô thiển, cho nên trong bộ kinh giải này sẽ có nhiều chỗ thiếu sót, sai lầm. Kính mong chư vị thiện tri thức bổ túc cho. Chân thành cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Viết tại Washington, mùa Phật Đản, năm 2556, năm Nhâm Thìn 2012, Lê Sĩ Minh Tùng. Phần giới thiệu. Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh vô cùng quan trọng đối với Phật giáo Đại Thừa, vì kinh ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc, có lẽ vượt ra ngoài tầm tư duy và suy luận của con người bình thường. Vì thế, có rất nhiều luận giải trước tác rất công phu và giá trị đã ra đời. Hãy xoay ngược dòng lịch sử thì sau khi Đức Phật nhập diệt, các trưởng lão giảng giải giáo lý Phật Đà tùy theo khuynh hướng và sự hiểu biết Phật Pháp của họ, nên Phật giáo bắt đầu có sự khác biệt. Vì lúc bấy giờ chưa có văn tự mà chỉ dùng khẩu thuyết truyền lại từ đời này sang đến đời khác. Từ đó, Phật giáo bắt đầu rạn nứt và phân chia thành ra Phật giáo bộ phái. Một số tỳ kheo theo khuynh hướng bảo thủ thì tuân giữ giáo luật và những lời dạy của Phật rất nghiêm minh. Trong khi đó, cũng có những nhóm tỳ kheo khác có khuynh hướng biến giáo lý của Đức Phật thành ra một nền triết học rất phức tạp. Vì lúc bấy giờ, đạo Bà La Môn đang chuyển từ thời kỳ Vệ Đà sang Áo Nghĩa Thư, nghĩa là chuyển từ hệ thống cúng tế thờ phượng rườm rà phức tạp sang lãnh vực triết học luận giải. Nhóm tỳ kheo thuộc phái bảo thủ quan niệm rằng con đường giải thoát duy nhất là phải xuất gia, và khẳng định rằng cho dù Đức Phật có nói gì đi chăng nữa thì không ai có thể thành đạt mức độ chứng ngộ như Đức Phật, tức là thành Phật được. Vì thế, mọi người chỉ cần tự giải thoát khỏi những trói buộc của hư vọng và khổ đau trong cuộc đời này là tốt lắm rồi. Thêm nữa, các tỳ kheo thuộc nhóm bảo thủ lại xa lánh cuộc đời, lên tận núi cao rừng thẳm để tu cầu giải thoát cho riêng mình, trong khi đại đa số Phật tử tại gia thì vẫn chìm trong đau khổ vì nhận thấy Phật giáo đang đi lệch và mất hẳn tinh thần hoạt động tích cực như thời của Đức Phật còn tại thế. Những tỳ kheo thuộc nhóm cải cách và tín đồ tại gia đã nô nức dựng lại cái tinh thần Phật Pháp tại thế gian, không lìa thế gian giác, bằng cách thành lập Phật giáo Đại Thừa. Những ai không thuộc Đại Thừa thì gọi là Tiểu Thừa, và từ đó có sự va chạm rất lớn giữa Phật giáo mới và Phật giáo cũ. Tiểu Thừa cho rằng Phật giáo Đại Thừa là một sai lầm, vì họ diễn giải kinh điển
theo đường lối vay mượn tư tưởng của Ấn Độ giáo, nhưng về triết học trừu tượng siêu hình rất khó hiểu, sai đường lối của Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo diệt khổ, cho nên Đức Phật chỉ dạy tứ thánh đế và bát chánh đạo để giúp cho chúng sanh thực hành mà có an lạc niết bàn. Ngược lại, đại thừa chê tiểu thừa là giáo lý chỉ thích hợp cho những người căn cơ thấp, và lý tưởng giải thoát A-la-hán là ích kỷ, không phản ảnh tâm đại từ bi như lý tưởng Bồ-Tát. Kinh Pháp Hoa xuất hiện trong thời điểm và hoàn cảnh đó như là một nỗ lực để kết hợp Phật giáo trở thành Phật thừa. Những thừa như Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-Tát bây giờ dưới cái nhìn của Pháp Hoa chỉ là phương tiện lúc ban sơ, nhưng cuối cùng muốn hoàn thành Phật đạo thì tất cả đều phải quy về nhất thừa Phật đạo. Kinh Pháp Hoa nói lên một triết lý rất thâm sâu và được diễn bày như là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời dưới dạng của một vở kịch, kết hợp tư tưởng rất chặt chẽ, trải suốt chiều dài của kinh. Kinh được viết theo thể loại vị tằng hữu để diễn tả những hiện tượng, những cảnh giới siêu hình, không có thật đối với thế giới con người bình thường, nhưng ẩn chứa một triết lý rất thâm sâu huyền diệu mà có lẽ vượt ra ngoài ngôn ngữ của con người. Ở đây, giáo lý nguyên thủy được xem như là những bài tình ca quê hương mộc mạc với tiếng đàn tranh, đàn bầu nhẹ nhàng thanh thoát. Bây giờ các triết gia nổi tiếng xuất chúng của Phật giáo Đại Thừa đem những bài tình ca đó hòa âm lại với tiếng đàn piano, tiếng vĩ cầm, với dàn nhạc thính phòng. Vì thế, nếu thấu hiểu rốt ráo thì tuy nghe nhạc theo lối Tây Phương nhưng âm hưởng vẫn thanh thoát quyện theo nét nhạc quê hương vậy. Người tu dựa theo tinh thần Pháp Hoa là thành Phật chứ không phải thành A-la-hán hay Bồ-Tát. Ai cũng có thể thành Phật vì ai cũng đều có sẵn trí tuệ Phật giống y như Phật. Vì thế, tư tưởng Pháp Hoa ra đời như là một cuộc cách mạng giải phóng những ràng buộc mà các bộ phái nguyên thủy đè ép lên con người. Vì dựa theo tinh thần Pháp Hoa thì thành Phật không chỉ dành riêng ưu đãi cho thành phần xuất gia mà bất cứ ai cũng có thể thành Phật. Trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, có nàng Long Nữ mới vừa 8 tuổi, con gái của Long Vương đã thành Phật, là một thí dụ cụ thể. Hãy lắng nghe lời Bồ Tát Văn Thù nói với Bồ Tát Trí Tích rằng, có con gái của Long Vương mới lên 8 tuổi mà đầy đủ trí đức. Trong khoảnh khắc Pháp Bồ Đề Tâm là được bất thối chuyển, biện tài vô ngại, từ bi rộng lớn, công đức đầy đủ, có khả năng đến quả Bồ Đề. Sự thành Phật nhanh chóng đó của nàng Long Nữ chẳng những làm cho Bồ Tát Trí Tích sững sờ mà còn làm cho Tôn giả Xá Lợi Phất kinh ngạc. Trước hết, khi nói về lịch sử của kinh thì ngày nay hầu hết các học giả Đông Tây trên thế giới đều đồng ý rằng Kinh Pháp Hoa, một bộ kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, được biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, và kinh đã trải qua một tiến trình rất dài để đi đến hoàn tất. Hầu hết các học giả sau khi nghiên cứu kỹ về nội dung của Kinh Pháp Hoa đều có chung một quan điểm rằng kinh này có hai phần là phần nguyên bản và phần bổ sung. Theo lập luận của Sir Charles Eliot năm 1921 và học giả Maurice Winternitz vào năm 1863-1937 thì phần thứ nhì của Kinh Pháp Hoa đã được thêm vào các phẩm thứ 25, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm, và thứ 26, tức là Đà La Ni. Lý do là vì toàn bộ Kinh Pháp Hoa là xiển dương chi kiến Phật, tức là khai mở, chỉ bày khiến cho chúng sinh mở toang chi kiến Phật của họ và giúp cho chúng sinh thanh tịnh hóa chi kiến Phật đó. Đây là tinh thần tự giác tự độ, trong khi phẩm Quán Thế Âm và Đà La Ni nghiêng về tha lực nên không dung hòa được với tư tưởng Pháp Hoa. Trong khi đó, học giả Nhật Bản Hajime Nakamura năm 1912-1999 xác định rằng bản Kinh Pháp Hoa mà được dịch sang nhiều thứ tiếng hiện nay là được tạo ra trong khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, và bản gốc bao gồm 27 phẩm rõ ràng đã xuất hiện vào năm 150 sau Công Nguyên. Xa hơn nữa, học giả Nakamura còn nói thêm rằng 22 phẩm đầu của Kinh Pháp Hoa đã có trước năm 100 sau Công Nguyên. Bằng những chứng cứ sử liệu đó đã minh họa toàn bộ bức tranh về nền tảng lịch sử của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khiến cho các học giả đưa đến kết luận rằng Kinh Pháp Hoa không phải do chính Đức Phật thuyết, mà thật ra
Kinh được biên soạn rất trễ về sau, khoảng 700 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. Dựa trên cơ sở nào mà các học giả lại lý luận như thế? Lý luận thứ nhất là họ cho rằng các triết gia, luận sư xuất chúng của Phật giáo lúc bấy giờ đã sáng tạo ra kinh Pháp Hoa để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của giới tín đồ nhằm duy trì sức sống của Phật giáo, trong khi phải đương đầu với sự đàn áp của các tôn giáo hữu thần, đặc biệt là đạo Bà La Môn, tức là Hindu của Ấn Độ giáo. Ngày nay, trong khoảng cuối thế kỷ thứ hai sau Dương lịch, với những danh từ mới, bối cảnh mới và lối giải thích mới, kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã thổi một luồng sinh khí tươi mát và sống động vào trong thế giới Phật giáo lúc bấy giờ. Tuy vậy, nội dung của kinh được mô phỏng và phát triển không ngoài những tư tưởng và lời dạy của Đức Phật. Do đó, giới biên tác ẩn danh không dám để tên của họ như là tác giả của kinh, mà cho đó là do Phật nói ở núi Linh Thứ. Thứ hai, đứng về phương diện tâm lý, tuy các triết gia thời đó có lỗi lạc đến đâu thì vẫn không tránh danh bằng Đức Phật, người đã khai sáng ra đạo Phật. Do đó, tuy kinh Pháp Hoa được biên soạn bởi những triết gia, luận sư nổi tiếng nhất của Phật giáo lúc bấy giờ, nhưng họ vẫn nói kinh này là do Phật thuyết. Nếu không, thì kinh thuộc về ngoại đạo rồi. Vì thế, khi kinh xuất hiện, đã được đại chúng đón chào nồng nhiệt, kính trọng và tin tưởng. Kết quả, kinh Pháp Hoa đã được Phật giáo đồ khắp mọi nơi, mọi thời gian tôn sùng và tu tập triệt để. Có rất nhiều dự kiện chứng minh rằng các bản dịch kinh Pháp Hoa từ Phạn ngữ sang tiếng Hán được thực hiện rất sớm trong những năm 234-235 sau Dương lịch, nhưng những dịch phẩm ấy đã mất tích, không còn hiện hữu. Dựa theo bộ kinh Kha Nguyên Thích Giáo Lục do Ngài Chí Thăng biên soạn năm 730 sau Dương lịch, có ghi chép khá chi tiết là có tất cả 6 bản dịch toàn vẹn của kinh Pháp Hoa từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, mà hiện tại 3 bản vẫn còn lưu hành. Đó là: thứ nhất, Chánh Pháp Hoa Kinh do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào năm 286 sau Dương lịch, gồm 7 hoặc 10 tập với 27 phẩm. Thứ hai, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh do Ngài Gưu Ma La Thập dịch vào thời Diêu Tần năm 383 hoặc 406 sau Dương lịch, gồm có 7 tập và 27 phẩm, hoặc 8 tập và 27 phẩm, vì không có phẩm Đề Bà Đạt Đa. Thứ ba, Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh do Ngài Xà La Quật Đa và Đạt Ma Cấp Đa dịch vào năm 601 sau Dương lịch, gồm có 7 tập và 27 phẩm. Trong phần lời tựa của bản dịch Anh ngữ có đề cập đến nhiều thời điểm mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa được dịch sang tiếng Hán. Đó là các năm 255-286, 290-335, 406 và 601 sau Công nguyên. Nhưng trong 6 bản dịch đó thì chỉ có 3 bản tồn tại là Chánh Pháp Hoa Kinh, tức là 286, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 406 và Thiên Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 601. Tuy 3 bản dịch ở trên rất khả tín, nhưng kinh Pháp Hoa bằng Phạm ngữ chỉ có 27 phẩm, mà sau đó bản dịch sang tiếng Hán lại có đến 28 phẩm. Các học giả cho rằng bắt đầu từ phẩm thứ 23 trở về sau, có những phẩm mới đã được người đời sau thêm vào. Thí dụ, Đề Bà Đạt Đa là người phạm giới, phá hoại tăng đoàn, làm Phật chảy máu, suối vua A Xà Thế giết cha hại mẹ. Vì thế, theo nguyên tắc, ông phải bị đọa. Nhưng dựa theo tinh thần Pháp Hoa, thì nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, giai kham tác Phật. Nghĩa là trong tất cả chúng sinh, ai ai cũng đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Vì thế, phẩm thứ 12 này mới được thêm vào, mà trong đó Đề Bà Đạt Đa được Phật thọ ký và về sau cũng sẽ thành Phật. Để giải thích sự khác biệt thêm bớt trong Hán Kinh, Sư Đạo Tuệ viết trong quyển Tòng Đa Lục rằng, có vị sư tên là Thích Pháp Hiển của chùa Thượng Định Lâm tìm thấy được bản kinh Pháp Hoa bằng tiếng Phạm có phẩm này. Sau đó, sư Pháp Ý ở chùa Ngọa Quang dịch phẩm này ra tiếng Hán
nhưng mãi đến khi sư Trúc Pháp Hộ ở Đông Hoàng dịch kinh Chính Pháp Hoa vào đời Vũ Đế Triều Tấn thì mới đặt phẩm Đề Bà Đạt Đa và sau phẩm Kiến Bảo Tháp. Khai Nguyên Thích Giáo Lục là một lục gồm có 20 quyển do Ngài Trí Thăng biên soạn vào năm 730 đời Tống. Đây là loại sách chuyên liệt kê tên, số quyển và niên đại phiên dịch của tác phẩm kinh điển Phật giáo. Toàn bộ mục lục được chia làm hai phần. Thứ nhất, tổng quát quần kinh lục, từ quyển 1 đến quyển 10, tương đương với đại lục. Phần này theo thứ tự thời gian phiên dịch để nêu lên 176 tên người dịch cho 2.278 bộ kinh, luật, luận từ tiểu thừa đến đại thừa. Tổng cộng 7.046 quyển trong thời gian 664 năm, từ năm 67 đời Đông Hán đến năm 730 đời Đường. Trong đó, những tư liệu liên quan đến những bộ kinh điển đã được sưu tập rất đầy đủ, nói về số lượng quyển, tên người dịch, nơi phiên dịch và những người có quan hệ đến việc phiên dịch của những bộ kinh đó, đặc biệt còn phân biệt các kinh có bản dịch và mất bản dịch, dịch một lần hay dịch nhiều lần. Thứ hai, Biệt Thần Thừa Tạng Lục, từ quyển 10 đến 20, phần này phỏng theo cách phân loại mục lục của Pháp Kinh Lục. Trong phần này có hữu dịch, hữu bản lục, có nghĩa là có tên người dịch, có bản dịch. Hữu dịch vô bản lục, có nghĩa là có tên người dịch nhưng không có bản dịch, cho đến nhập tạng mục lục. Trong phần nhập tạng mục lục của 1076 bộ kinh điển được dịch từ nguyên bản tiếng Phạm sang chữ Hán, gồm 5.048 quyển. Trong đó, kinh Đại Thừa được chia làm 5 bộ lớn là Bát Nhã, Bảo Tích, Đại Tập, Hoa Nghiêm và Niết Bàn. Trong số 1076 bộ kinh đó, có đến 392 là kinh giả và 14 kinh khác có nguồn gốc đáng nghi ngờ. Như thế, số kinh giả và không đáng tin cậy đã chiếm đến 1/3. Nếu con số nêu trên là đúng, thì kinh điển Đại Thừa thật sự có vấn đề. Ngoài ra, để phòng ngừa sự nhầm lẫn, Ngài Trí Thăng còn dùng Thiên Tự Văn để ghi số hiệu mục lục được nhập tạng của sách này và soạn thành Khai Nguyên Thích Giáo Lục Lược Suốt, gồm 4 quyển. Từ đời Bắc Tống về sau, bộ lược suốt này được làm chỗ y cứ cho việc in khắc số hiệu của Đại Tạng Kinh. Trong 3 bản dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì bản dịch của Ngài Cưu Ma La Thập là phổ thông nhất tại các quốc gia ở Á Châu như Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản và ngay cả ở Việt Nam. Các học giả Đông Tây ngày nay đều cho rằng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có lẽ đã trải qua một tiến trình tương đối hơi dài để đi đến hoàn tất mỹ mãn. Vì tầm quan trọng cũng như giá trị của kinh được tôn xưng như là vua của tất cả các kinh trong khu vườn kinh điển Đại Thừa. Nhưng chính nó cũng phản ảnh một ngộ nhận căn bản là coi thường các kinh khác. Tinh thần Pháp Hoa ở đây là nhân duyên vốn từ chúng sinh mà đến, bởi vì nếu không có chúng sinh thì không có Phật. Mà không có Phật thì cũng không có giáo pháp. Vì thế, Phật có thuyết pháp cũng vì chúng sinh và nhân duyên là để khiến cho chúng sinh được liễu sinh thoát tử. Do đó, trong Kinh Pháp Hoa dạy rằng, Phật vi nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế. Nghĩa là Phật là một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Đại sự mà Phật muốn nói ở đây là, phải chăng đó là sự sinh tử của mỗi chúng sinh? Chính trong phẩm phương tiện của Kinh Pháp Hoa xác định rằng, chư Phật chỉ do một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở thế gian, đó là muốn cho chúng sinh khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến, nghĩa là Đức Phật muốn khai mở, chỉ bày, làm tỏ ngộ và thâm nhập cái thấy biết của Phật, và cũng chính là cái thấy biết của Pháp Hoa vốn có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Đó là trong tất cả mọi chúng sinh, ai ai cũng có đầy đủ tri kiến Phật, là trí tuệ bổn lai đều giống như Phật. Vậy Phật tri kiến mà Đức Phật muốn nói ở đây chính là chân tâm, là Phật tánh thường có vĩnh hằng,
nhưng vì bị vô minh che lấp nên con người không thấy biết chân tánh hằng giác của mình. Cái bổn tánh này ví như mỏ vàng đang đợi khai phá nhưng được hiển lộ. Vì thế Đức Phật muốn chúng sinh khai mở tri kiến Phật của mình để có sự thanh tịnh an lạc ngay trong cõi đời. Có tan có hợp này cũng giống y như Phật vậy, cũng ví như vàng ròng còn lẫn với đất cát sỏi đá. Phật tánh và phiền não cũng vậy, phiền não còn Phật tánh biến mất. Cho nên nếu chúng sinh hóa giải được một phần phiền não thì có được một phần bồ đề, mà có bồ đề là có giác ngộ. Dựa theo tinh thần Pháp Hoa, nhân duyên lớn nhất để Đức Phật xuất hiện trên thế gian là khai mở, chỉ bày cho chúng sinh mở toan tri kiến Phật của họ và giúp cho chúng sinh thanh tịnh hóa tri kiến Phật đó. Thế thì cái tri kiến Phật mà kinh nói ở đây chính là trí tuệ, tức là cái biết như thật về tánh vô ngã và lý duyên khởi của các pháp. Con người có trở về với bổn tánh, chân tâm hay Phật tánh, chỉ khi nào họ đạt được cái trí tuệ này thì lúc đó họ sẽ an trú trong sự thấy biết tánh bình đẳng của tất cả mọi sự vật hiện thượng và tất cả khái niệm hay ý niệm về những cặp phạm trù đối đãi phân biệt sẽ biến mất. Vì lẽ đó mà kinh Pháp Hoa còn được biết đến như là kinh trí tuệ. Trong lịch sử kinh điển Phật giáo Đại Thừa, kinh Bát Nhã xuất hiện trước nhất, rồi mới tới kinh Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Duy Ma Cật, và sau cùng là kinh Pháp Hoa. Kinh Duy Ma Cật có rất nhiều tư tưởng uyên thâm, ngoài tư tưởng bất nhị, lý tưởng bất khả tư nghị, được diễn bày rất khéo léo và thiện xảo, hòa nhịp cùng với tư tưởng Bát Nhã, khiến cho kinh có một chỗ đứng rất vững chắc trong kho tàng kinh điển Đại Thừa. Hoa sen trong đạo Phật. Đức Phật sinh ra trong cung vàng điện ngọc, nhưng Ngài thấy rằng những nỗi khổ lúc nào cũng tiềm ẩn phía sau tuổi trẻ, sức khỏe và đời sống của tất cả mọi chúng sinh. Nỗi khổ là hiện tượng vô hình, nhưng nó lại tác động không kém gì những nhát dao, những thanh kiếm xuyên suốt vào tâm của con người. Cái đau đớn trong tâm hồn nhất thiết không thương xót một ai. Người giàu sang phú quý cứu mang nỗi khổ của người giàu, kẻ nghèo khó cũng phải gánh chịu những nỗi bất hạnh đau đớn dành riêng cho họ. Ông hoàng bà chúa có những nỗi khổ niềm đau theo lối vua chúa. Ngược lại, kẻ bần cùng cũng có cái đau đớn chẳng khác gì. Nhưng tại sao chúng sinh lại phải khổ? Trong bộ trường A Hàm, Đức Phật đã dạy rằng ái dục bắt nguồn từ đâu và phát sanh ở đâu. Nơi nào có thỏa thích và dục lạc, nơi đó có ái dục bắt nguồn và phát sanh. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp có thỏa thích và dục lạc, vậy ái dục bắt nguồn từ đó và cũng phát sanh ở đó. Con người vì bị vô minh che lấp cho nên không nhìn thấy biết đúng, và từ đó ái dục có cơ hội phát sinh, rồi chấp thủ khư khư bám chặt lấy cái ta và những cái gì gọi là cái của ta. Thí dụ, bất cứ ai cũng có thể xây dựng một ngôi nhà bằng gỗ, bằng gạch hay bằng xi măng cốt sắt. Nhưng Đức Phật dạy rằng loại nhà ấy không phải thật sự là cái của ta, mà chỉ là của ta trên danh nghĩa, theo quy ước trong khái niệm. Nó là một hiện tượng mà chúng ta gọi cái nhà trong thế gian vậy thôi. Còn ngôi nhà thật sự của chúng ta là trạng thái an tĩnh trong tâm thức. Một cái nhà vật chất ở ngoại cảnh có thể thật đẹp, nguy nga, tráng lệ, nhưng nó chính là nguyên nhân tạo đến lo âu này, đến lo âu khác, băn khoăn, tự lo nọ, đến áy náy buồn phiền kia. Vì nó ở ngoài ta, tức là vật ngoại thân, nên sớm muộn gì, rồi ta cũng phải bỏ lại, cho nên càng bám víu vào nó thì càng khó dứt bỏ, tức là càng khổ đau thêm. Nó không phải là nơi chốn mà ta có thể sống vĩnh viễn ở trong đó, bởi vì nó không thật sự thuộc về ta, mà là một phần của thế gian. Do đó, ái dục làm động cơ thúc đẩy con người, đưa đến hành động tạo nghiệp bất thiện bằng chính bản thân, khẩu hay ý của ta. Chính ái dục
nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vô minh, sai khiến con người luyến ái, đeo níu, bám chặt vào đời sống, và lòng ham muốn khát khao ấy lôi cuốn con người lặng hụp triền miên, trôi nổi từ kiếp sống này đến kiếp sống khác. Do đó, có sống là có khổ. Nhà sản xuất điện ảnh nổi tiếng nhất ở Hollywood là Aaron Spelling, khi còn sống đã xây một căn biệt thự lớn nhất vùng Los Angeles, có trên 50 mấy phòng ngủ, rộng trên 56.000 bộ vuông, và được thiết kế trang trí bằng những thứ đắt tiền, quý hiếm nhất trên thế giới. Sau khi ông Spelling qua đời năm 2006, bà quả phụ Candice không thể một mình quản trị được tòa biệt thự quá lớn đó, mặc dầu chính bà đã tự tay phác họa chi tiết để vẽ tòa biệt thự này từng phòng một. Đến năm 2008, bà quyết định bán lại với giá 150 triệu đô la. Có lẽ đây là căn nhà đắt tiền nhất trong lịch sử địa ốc ở Hoa Kỳ trong thời cận đại. Trước khi đóng cửa giao chìa khóa nhà lại cho một người chủ mới, bà thốt ra rằng: "Cái đau đớn nhất của tôi là khi bước những bước sau cùng trước khi ra khỏi căn nhà mà nó đã gắn liền với biết bao nhiêu là kỷ niệm đầm ấm, êm đềm, khiến cho tim tôi se thắt, và mặc dầu cố gắng, tôi vẫn không thể nào cầm được nước mắt. Thế thì có thật nhiều tiền, có nhà đắt tiền nhất thế giới, thì sự ràng buộc càng to lớn, không dễ gì buông xuống. Tệ hại hơn nữa là từ đây, tuy sống trong những căn nhà sang trọng khác, nhưng trong lòng bà sẽ không bao giờ có được những cái hạnh phúc mà bà đã có, vì bà tùy thuộc quá nhiều vào những thứ vật chất này. Chưa đủ, sau cái chết của ông Spelling, cũng vì tranh chấp tài sản, bà và người con gái duy nhất là Terry không còn nói chuyện với nhau. Có phải ái dục, tiền tài, danh vọng giết chết đạo đức là sức sống thanh cao của con người không? Nói chung, khổ là trạng thái không thỏa mãn, bất toại nguyện, làm cho con người khó chịu. Hạnh phúc mà con người đeo đuổi cũng không thể tồn tại vì những điều kiện tạo duyên cho nó phát sinh luôn biến đổi. Vì thế, không có hạnh phúc nào thật sự vững bền cả. Những điều mà chúng sinh mong muốn chỉ tồn tại nhất thời, và những đối tượng mà con người khao khát mong mỏi chẳng qua chỉ là phù du tạm bợ. Có đó, rồi mất đó, chẳng khác nào như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Vào thời của Đức Phật, một hôm các tỳ kheo thấy những tội nhân bị trói bằng dây thừng, dây gai, xích lại, và trông họ đang chịu đau khổ vô cùng mà không có cách nào phá vỡ gông cùm để thoát thân ra được. Cho nên các tỳ kheo đem chuyện ấy bạch với Đức Phật. Nghe thế, Đức Phật dạy rằng: "Này các tỳ kheo, các dây trói buộc ấy thật không chặt chẽ đâu. Nếu so sánh với những trói buộc của đam mê xấu xa đê tiện, trói buộc của ái dục, trói buộc của lòng luyến ái, bám víu vào tài sản, sự nghiệp, con cái, vợ chồng, đó là trói buộc cả trăm lần. Hơn nữa, cả ngàn lần chặt chẽ và vững chắc hơn cả các loại dây mà các ông đã nhìn thấy. Tuy nhiên, dầu trói buộc ấy có chặt chẽ đến đâu, bậc thiện tri thức vẫn phá vỡ được. Dây làm bằng sắt, gỗ hay gai ràng buộc không bền chặt, bậc thiện tri thức nên biết như thế. Ngược lại, dây luyến ái bám víu vào kim cương, đồ trang trí, vợ con là trói buộc bền chặt hơn nhiều. Trói buộc ấy thật bền chặt, bậc thiện tri thức nên biết như vậy. Nó kéo chì xuống, mềm mỏng dịu dàng, nhưng rất khó tháo gỡ. Chính dây ấy, người thiện tri thức cũng cắt lìa và từ bỏ thế gian, không luyến ái và từ khước mọi dục lạc. Bởi sự vô thường giả tạm đó, Đức Phật dạy rằng: "Các pháp hữu vi, tức là các vật được cấu tạo, là vô thường, có sanh rồi hoại. Đã có sanh, tức là có hoại diệt, ngưng nó được là hạnh phúc." Vì nhận thức như thế, Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, cốt là để đi tìm chân lý cứu khổ. Một con đường giải thoát trước tiên là cho chính Ngài, chứ không phải mang một tâm tư hoài bão vĩ đại, muốn cứu rỗi cho tất cả mọi chúng sinh. Ngài đã ra đi, bỏ lại tất cả, viễn ly mọi ràng buộc, thế tình, trở thành một nhà tu khổ hạnh và phải tranh đấu với những hoàn cảnh khắc nghiệt để mong tìm thấy được ánh sáng chân lý. Sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, Ngài đã tìm ra con đường giải thoát, có được thanh tịnh Niết Bàn và giác ngộ viên mãn. Ban đầu,
ngài có khuynh hướng giữ im lặng, không muốn đem giáo pháp của ngài vừa thực chứng dưới cội bồ đề giảng giải lại cho thế gian. Nếu ta đem con đường đạo pháp ra để thuyết giảng mà chẳng có ai hiểu được, thì việc ấy chỉ mang lại thất vọng và nhọc nhằn cho ta. Thật vậy, những ai chỉ biết tìm lạc thú trong dục vọng, nấp mình sau tấm màn của u mê, thì sẽ không thể nào quán thấy được sự thực. Mình sau tấm màn của u mê thì sẽ không thể nào quán thấy được sự thực. Mình sau tấm màn của u mê thì sẽ không thể nào quán thấy được. Có lẽ lúc đó ngài muốn theo đuổi con đường của một vị độc giác Phật. Sau khi vị Phạm Thiên Sahampati năn nỉ rằng: "Xin vị thầy tối thượng chớ nên phiền muộn, hãy nhìn vào chúng sinh đang phải gánh chịu đau buồn và khổ ải vì vướng mắc trong sự hình thành và già nua. Hỡi vị tối thắng trong cuộc chiến, hãy đứng lên. Hỡi vị thầy tối thượng, hãy hy sinh tất cả để bước vào cái thế giới này, cứ đem giáo lý ra thuyết giảng, rồi đây cũng sẽ có người hiểu được, thì Đức Phật mới nhận lời sẽ truyền dạy lại những gì mà ngài thật chứng cho chúng sinh để cùng có giải thoát niết bàn và đạt đến cứu cánh tột đỉnh, là giải thoát ra khỏi biển sinh tử trầm luôn. Vì thế, đạo Phật mới gọi là đạo giải thoát. Giải là cởi mở, nghĩa là cởi mở những trói buộc để thoát ra khỏi mọi hình thức đau khổ của cuộc đời. Đức Phật khai thị cho chúng sinh biết đời là bể khổ, nhưng không vì thế mà con người nhìn đời bằng thái độ yếm thế bi quan tiêu cực. Cũng ví như ra chiến trận, nếu không biết địch là ai và ở đâu thì làm sao tiêu diệt chúng được. Đức Phật dạy khổ đế để chúng sinh biết đời là bể trầm luôn, và tập đế là những nguyên nhân cội nguồn phát sinh ra những nỗi khổ này. Nhưng Đức Phật cũng từ trong cái khổ mà tìm ra được chân lý. Cứu cánh của giáo lý Phật Đà là Đức Phật dạy cho chúng sinh diệt khổ để có an lạc, hạnh phúc ngay trong cái thế giới có sinh, có diệt này. Chứ Đức Phật không bao giờ dạy cho con người trốn khổ, nghĩa là cầu nguyện chạy sang một thế giới nào đó để có an lạc, mà tự mình không lo hóa giải hết những thứ ô trược đó ở thế giới ta bà. Đức Phật dạy rằng: "Này các tỳ kheo, đây là sự thực cao quý gọi là khổ đau. Sinh là khổ đau, già là khổ đau, bệnh tật là khổ đau, chết là khổ đau. Phải kết hợp với những gì mình không thích là khổ đau, phải xa lìa những gì mình yêu quý là khổ đau, không đạt được những gì mình thèm muốn là khổ đau. Tóm lại, năm thứ cấu hợp tức là ngũ uẩn của sự bám víu là khổ đau. Này các tỳ kheo, đây là sự thực cao quý gọi là nguyên nhân của khổ đau. Đấy là sự thèm khát mang lại sự tái hiện hữu của sự tái hình thành. Sự thèm khát ấy phát sinh từ sự ham muốn quá độ, và sự thèm khát thì sẽ luôn chạy theo những thụ hưởng mới, lúc thì nơi này, lúc thì nơi khác. Đấy là sự thèm khát các lạc thú của giác cảm. Đấy là sự thèm khát được hiện hữu và hình thành. Đấy là sự thèm khát không muốn được hình thành, trái với sự mong muốn của chính mình. Này các tỳ kheo, đây là sự thực cao quý gọi là chấm dứt khổ đau. Đấy là sự chấm dứt hoàn toàn của sự thèm khát, dứt bỏ được nó, từ bỏ được nó, tự giải thoát ra khỏi nó, cởi bỏ được nó. Này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Đấy là con đường cao quý của tám sự đúng đắn. Đấy là quán thấy đúng, tư duy đúng, ngôn từ đúng, hành động đúng, phương tiện sinh sống đúng, cố gắng đúng, chú tâm đúng và tập trung tâm thức đúng. Thế thì ngay trên cái khổ đó mà con người làm chủ được nó thì gọi là diệt khổ. Nếu chúng sinh không có khả năng diệt khổ thì cái khổ sẽ theo họ như bóng theo hình. Cho nên bất cứ họ ở đâu, cho dù là cõi cực lạc thì họ vẫn phải sống trong cảnh khổ như thường. Vì vậy, khi tâm thanh tịnh, không còn phiền não quấy phá, thì nơi ấy chính là cõi Phật thanh tịnh. Đó là tâm tịnh thì thế giới tịnh, và tâm an thì thế giới an bình. Cho nên Kinh Duy Ma Cật có câu: "Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm." Đức Phật dạy cho con người phát triển trí tuệ và sống đúng với chánh pháp và thuận với chân lý là tuệ chi, chứ ngài không dạy cho chúng sinh sống trong ảo tưởng, hướng về những cảnh giới không bao giờ có trong càn khôn vũ trụ, tức là tưởng chi.
Khi ấy, Đức Phật dùng tuệ nhãn quan sát khắp cùng xem có ai có thể lãnh hội được giáo pháp của Ngài chăng. Trong bộ Trung A Hàm có bài kinh Ariya Parijasana nói về hoa sen như sau. Như trong đầm có những loại sen trắng, sen hồng, sen xanh lẫn lộn, có những ngó sen chớm nở khỏi bùn, mọc lên trong nước. Có những cây khác vừa lém đém ngang mặt nước, và cũng có những búp sen đã vượt hẳn lên cao, không còn vướng chút bùn nhơ nước đục. Chúng sanh trong thế gian cũng dường thế ấy dưới tầm mắt của bậc chánh biến chi. Như Lai nhìn thấy chúng sanh đủ mọi hạng, hạng đầy bợn nhơ và hạng tương đối trong sạch, hạng thông minh sáng suốt và hạng tối tăm mờ mịt, hạng tốt, hạng xấu, hạng thiện tri thức và hạng cuồng si. Như Lai cũng thấy hạng chúng sanh đang gieo mầm xấu xa và hạng chúng sanh đang gặt quả dữ của nhân quả đã gieo từ những kiếp quá khứ. Để giải thích rõ ràng hơn, trong bộ Tăng Nhất A Hàm có ghi rõ có bốn hạng người trong số những người có duyên dành được gặp Phật pháp, ví cũng như bốn loại sen ở trên. Thứ nhất, Ugatitanu, sau khi có duyên lành gặp được Đức Phật và chỉ nghe qua một vài lời dạy vắn tắt, ngắn gọn và rành mạch của Ngài, thì người này tức thì khai tâm mở tánh và có đủ khả năng thành đạo và quả ngay. Có thể nói, đó là những búp sen trong trắng chỉ chờ tia nắng đầu tiên của buổi ban mai để nở tung ra một cách huy hoàng rực rỡ. Hoa sen tuy từ bùn nhơ nước đục ngoi lên, nhưng không vì thế mà khiến cho hoa sen phải nhạt sắc hương thanh thoát của nó. Thứ hai, Vitansitanu khác với hạng thượng căn, thượng trí ở trên. Loại người thứ hai này cần phải được nghe giải thích tường tận và cặn kẽ thì họ mới chứng được đạo quả Bồ Đề. Thứ ba, Leya, hạng thứ ba này không thể thành đạo, mặc dù được giảng giải giáo pháp tường tận và tỉ mỉ, nhưng họ đòi hỏi phải chăm chú nghiên cứu, siêng năng học hỏi và tinh tấn thực hành giáo pháp trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mới tìm thấy được ánh sáng chân lý nhiệm màu. Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào khả năng phá màn vô minh và tận diệt những tầng ô nhiễm trong tâm thức. Thứ tư, Padaparama, tuy đã có duyên lành gặp được Phật pháp và nỗ lực học hỏi và thực hành giáo pháp, nhưng sau cùng vị này không thể nào thành đạt thánh đạo và thánh quả trong kiếp sống hiện tiền được. Do đó, tất cả những công phu tạo dựng là để vun bồi cho mình một đức tính cao thượng, và dĩ nhiên kết tạo những chủng tử Phật pháp hữu dụng sẵn sàng truyền đến cho những đời kế tiếp. Đây là những búp sen chưa sẵn sàng để nở trong ngày mai khi mặt trời ló dạng. Họ là những ngó sen còn dưới sâu trong bùn non của vòng luân hồi, chưa lên khỏi được mặt nước. Cho dù đóa sen còn nằm trong bùn, sắp vọt ra khỏi bùn, vươn lên khỏi mặt nước hay đã nở rộ, thì tất cả đều mang theo bên trong mình một tiềm năng để trở thành những đóa sen tươi đẹp, màu sắc rực rỡ và hương thắm dịu dàng. Thêm nữa, hoa sen là một loại hoa có thể được gọi là nhân quả đồng thời, bởi vì ngay trong búp sen đã có sẵn hương, hột và cánh nhụy rồi. Một đặc tính cao thượng của sen là tuy mọc từ sình lầy tanh hôi vẫn vươn lên mà không hề bị bùn lầy nước đục làm cho hoen ố sắc hương. Tại sao đạo Phật lại dùng hoa sen làm biểu tượng cho nhân quả đồng thời? Đó là tuy mang thân phàm phu ngũ uẩn, nhưng trong tất cả mọi chúng sinh đều cùng có chi kiến Phật giống y như Phật. Nói cách khác, Phật tánh của Phật và chúng sinh bình đẳng không sai khác, ví cũng như hoa sen tuy còn búp mà vẫn có cánh sen, gương sen, hột sen, nhụy sen giống y như hoa sen đã nở rộ. Kinh điển Đại Thừa hướng dẫn người tu đi từ nhân đến quả, từ các ba la mật trải qua nhiều đời mới thành Phật, thì lối tu này gọi là thừa nhân. Trong khi đó, tu pháp hoa là tu trên quả chứ không phải tu từ nhân để đi đến quả, nghĩa là hành giả triển khai sự tu hành ngay trên quả của Phật đã thành. Vì thế kinh mới được tôn vinh là vua của các kinh. Quả mà kinh pháp hoa diễn bày ở đây chính là Phật tánh vốn có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Chủ điểm của kinh pháp hoa là xác định rằng trong tất cả mọi chúng sinh, ai ai cũng đều có tri kiến Phật, trí tuệ Phật, Phật tánh bình đẳng như nhau, giống y như Phật,
Vì thế, nếu con người biết sử dụng tri kiến Phật thích đáng và hữu dụng vào trong cuộc sống để hóa giải hết vô minh phiền não, thì chính họ sẽ trở thành Phật, chứ không phải quả vị Phật là do bất cứ vị Phật nào ban thưởng cho mình được. Trong Phật giáo, không có con đường đắc hay sự chứng đắc là do ai ban cho mình, mà phải bằng sự tinh tấn nỗ lực tu tập của chính bản thân mình. Có đi vào thiền định, có tư duy quán chiếu, có gạn lọc ô nhiễm trong tâm thức, có kiểm soát được thân khẩu ý, thì hoa sen từ búp sẽ dần dần vươn lên khỏi được mặt nước và nở rộ mà tỏa ra hương thơm khắp cùng. Do đó, Đức Phật là đóa sen đã nở trước, nở toàn diện mà hiển bày nhụy, gương, cánh, hột một cách viên mãn. Còn tất cả chúng sinh là những búp sen, tuy chưa nở rộ, vẫn còn nằm dưới nước, nhưng nếu cố gắng vươn lên, thì một ngày nào đó sẽ vượt thoát khỏi chốn bùn nhơ, mà thấy được ánh sáng chân lý nhiệm màu và nở rộ giữa ánh nắng bình minh trong lành thanh thoát. Hoa sen tuy từ bùn nhơ nước đục ngoi lên, nhưng không vì thế mà khiến cho hoa sen phải nhạt sắc hương thanh thoát của nó. Cũng như chúng sinh tuy sống trong thế giới dẫy đầy ô nhiễm, nhưng nếu biết vươn lên thì cũng sẽ vượt ra khỏi cảnh bùn lầy tanh hôi tăm tối mà nở hoa tươi thắm, sống trong thanh tịnh an lạc niết bàn. Hoa sen nói lên đặc tính là sự vật luôn luôn diễn biến và tồn tại vĩnh cửu, chứ không có cái gì mất cả. Cũng như hoa sen khi tàn thì còn lại gương sen, và khi gương sen khô, hột sen rơi xuống bùn rồi mọc ra bông sen khác. Cứ như thế mà sinh sinh diệt diệt, luân hồi mãi mãi trong thế gian. Kinh Pháp Hoa nói về hoa sen, nhưng hoa sen ở đây phải chăng là hoa sen nơi chính mình, để có thể khai thị ngộ nhập cái hoa sen Phật tánh ấy nơi mình. Hoa sen sẽ vươn lên và nở rộ cũng như Phật tánh hiển bày. Cho nên đạo Phật có mặt trên thế gian này để nhắn nhủ với nhân loại rằng tất cả mọi người đã có đủ tri kiến Phật, giống y như Phật. Phải chăng tinh thần khách quan bình đẳng tôn trọng giá trị nhân bản chỉ có duy nhất trong Phật giáo? Nhất thừa Phật đạo. Nguyên nhân Phật nói kinh Pháp Hoa là Ngài muốn khai thị cho mọi chúng sinh rằng ai ai cũng đều có tri kiến Phật giống y như Phật. Và sau đó, Phật muốn quy tất cả các thừa trở thành nhất thừa Phật đạo. Nhất thừa Phật muốn nói ở đây là đồng nhất thanh văn thừa, tức là xe dê, duyên giác thừa, tức là xe hưu, và đại thừa, tức là xe châu. Trở thành Phật thừa, tức là cỗ xe châu trắng lớn. Nhất thừa không có nghĩa là giai đoạn cuối cùng của quan đường Phật đạo sau khi hành giả đã trải qua ba thừa trước, mà nhất thừa là một con đường duy nhất để thành Phật. Do đó, tôn chỉ của Pháp Hoa là tu để thành Phật. Cứu cánh tối thượng là Phật quả, là bảo sở, chứ không có con đường nào khác. Vì vậy, nhất thừa Phật nghĩa là một là tất cả, và tất cả chính là một, tức là bất nhị. Như thế, muốn hòa nhập vào trong hội Pháp Hoa, chúng sinh phải thấy mình sống trong cái nhất thừa đó. Phải biết mình cũng có đủ tri kiến Phật để giúp cho mình sáng suốt hóa giải những phiền não đau khổ của thế gian. Nhất thừa đưa hành giả đến chỗ vô phân biệt, không còn thấy mình tu theo thanh văn, duyên giác hay Bồ Tát, mà tất cả quy về thành Phật đạo, tức là con đường duy nhất để thành Phật. Nếu con người sống trong tinh thần nhất thừa thì sẽ không còn tranh chấp giữa các tông phái, cũng như trăm sông cùng đổ về biển lớn. Xa hơn nữa, nhất thừa giúp cho chúng sinh nhìn thế gian rộng rãi, rốt ráo hơn, đó là xóa sạch những dị biệt tư tưởng, cho nên tranh chấp, xung đột đưa đến tranh đấu sẽ không còn, bởi vì nhất thừa là cứu cánh tối thượng của trí tuệ và từ bi, và cũng là hòa bình của thế giới. Cấu trúc của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là một tuyệt tác của Phật giáo Đại Thừa. Kinh được diễn tả dưới hình thức một vở kịch, nhằm phát huy một chân lý tối thượng bằng cách trình bày những ý niệm trừu tượng dưới dạng cụ thể, dễ hiểu, giúp cho người đọc dễ nắm được ý kinh. Tên kinh dựa theo phản ngữ lúc ban đầu là Sadama Gundarika Sutra, khi dịch qua Hán tự thì nó có tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, gọi gọn là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hay gọn nữa là Kinh Pháp Hoa. Diệu Pháp là Pháp, Liên Hoa
là dù. Diệu pháp là pháp môn huyền diệu, tức là pháp màu. Nói về sự, pháp là tất cả các sự vật hiện hữu và xảy ra trong thế gian vũ trụ. Nói về lý, pháp là một chân lý, một sự thật vĩnh hằng ảnh hưởng vào tất cả các sự vật trong thế giới này. Pháp là lời dạy của Phật, mà nó chính là nền tảng, là khuôn mẫu cho con người noi theo, vì nó tiềm ẩn những năng lực giúp cho chúng sinh có thể tiêu trừ được những dục vọng tham sân si, là căn nguyên của phiền não khổ đau, nên gọi là pháp màu. Pháp này có thể giúp cho con người phá trừ được ngã chấp hẹp hòi, ích kỷ, nên gọi là pháp màu. Pháp này giúp cho con người thấu hiểu tánh duyên khởi vô tánh, vì tất cả sự vật trong thế gian này là do nhân duyên hòa hợp giả tạo, nên không có gì là bền chắc cả. Có đó rồi mất đó, nên gọi là pháp màu. Pháp này giúp cho chúng sinh thấy biết và sống thật bản tâm của chính mình, vì mỗi chúng sinh là một vị Phật sắp thành, nên gọi là pháp màu. Vì sự huyền diệu nhiệm màu đó cho nên diệu pháp gồm những ý nghĩa như sau. Thứ nhất, thật tướng bình đẳng. Tuy thế giới vũ trụ có tướng trạng khác nhau, màu sắc khác nhau, kích thước nặng nhẹ khác nhau, nhưng thật tướng của vạn pháp là vô tướng, tức là không tướng, nên tất cả đều bình đẳng như nhau. Vì thế, nếu con người biết quán tưởng thật tướng là không tướng, thì những phạm trù đối đãi nhị duyên trong tâm thức dần dần sẽ biến mất. Thứ hai, đại huệ bình đẳng. Khi con người ngộ nhập được bản thể chân như của vạn pháp, tức là thật tướng là vô tướng, thì họ sẽ trở về sống với chân tâm, Phật tánh hay truy kiến Phật, tức là thấy biết của Phật, tức là cái linh tri, linh giác có sẵn trong tất cả mọi người. Thứ ba, khi quyền hiển thật hội tam quy nhất, trong hội Pháp Hoa, Đức Phật khai thị chúng sinh để đưa tam thừa về nhất thừa Phật đạo. Bây giờ sẽ không còn thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, mà chỉ còn Phật thừa, tức là con đường duy nhất giải thoát, giác ngộ, viên mãn, trở thành Phật. Nếu chúng sinh ngộ được Phật tri kiến, thì họ thẳng tiến về Phật địa và sẽ thành Phật. Vì thế, giáo pháp này mới gọi là huyền diệu, nhiệm màu, tức là diệu pháp vậy. Đã là diệu pháp, thì không những toàn bộ kinh là diệu pháp, mà mỗi câu, mỗi chữ cũng là diệu pháp. Bởi vì mỗi thành phần cấu tạo, xây dựng tạo thành toàn bộ một chân lý rằng, tất cả chúng sinh đều thành Phật. Phật giáo Đại Thừa lấy Bồ Tát hạnh làm cao điểm, là lý tưởng phục vụ để cảm nhận và phát triển tâm từ. Vì thế, Kinh Pháp Hoa diễn tả một chân lý sinh động qua các hạnh của các vị Bồ Tát. Dưới tuệ nhãn của Bậc Giác Ngộ, Đức Phật nhìn tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên tất cả việc làm thiện của họ, cho dù là một việc thiện rất nhỏ, cũng là yếu nhân đưa đến sự giải thoát thành Phật. Kinh Pháp Hoa là một sự hợp nhất của chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối của căn bản trí, tức là vô sư trí, và hậu đắc trí, tức là sai biệt trí. Nhưng cốt tủy của kinh không ngoài mục đích xiển dương giáo lý chân không diệu hữu. Chân không là biểu tượng cho thể tánh thanh tịnh, tức là trí tuệ, còn diệu hữu là biểu tượng cho sự diệu dụng bất khả tư nghì trong thế giới hiện tượng này, tức là từ bi. Nếu đứng về mặt chân đế mà quan sát xuyên suốt bản thể của mọi hiện tượng vạn hữu, thì hiện tượng nào cũng là hiện tượng của bản thể, và không có bản thể nào ngoài hiện tượng cả. Nghĩa là sóng biển nhấp nhô lên xuống, là nước, và thể tánh yên lặng, êm đềm ở dưới lòng đại dương cũng là nước, bất tức, bất ly. Vì thế, an vui thanh tịnh tự tại, niết bàn cũng phát xuất từ tâm, và phiền não khổ đau cũng không ra ngoài cái tâm ấy. Nghĩa là mê là phiền não, còn giác là bồ đề.
Kinh Pháp Hoa đánh đổ tất cả những tư tưởng có khuynh hướng thiếu chánh đáng để phê phán đạo Phật. Tại sao? Bởi vì không có nhân bản nào hơn nhân bản Kinh Pháp Hoa, không có nhân vị nào hơn nhân vị Kinh Pháp Hoa, không có dân chủ nào hơn dân chủ Kinh Pháp Hoa, và cũng không có bình đẳng nào hơn tinh thần bình đẳng của Kinh Pháp Hoa. Đó là trong tất cả mọi người, cho dù là đại địa phàm phu, tội lỗi tràn ngập cũng đều có sẵn tri kiến Phật giống y như Phật. Và tất cả mọi người là Phật, tất cả mọi người đã thành Phật, và tất cả mọi người sẽ thành Phật. Tích môn và bổn môn. Dựa theo sự phân tích của Trí Giả Đại Sư của Thiên Thai Tông, thì Kinh Pháp Hoa được chia làm hai phần. Phần đầu gồm 14 phẩm, gọi là tích môn, phần còn lại là 4 môn. Nhưng trên thực tế, Kinh không sắp xếp đúng theo thứ tự, mà có rất nhiều phẩm của tích môn chạy vào phần bổn môn và ngược lại. Điều này chứng minh là có rất nhiều phẩm đã được người đời sao thêm vào, làm mất đi tính chất liên tục của Kinh. Tích môn là giáo lý của Đức Phật Thích Ca, là Đức Phật lịch sử, cũng bắt đầu bằng thân phận bình thường của một con người, cũng chia sẻ tất cả mọi hệ lụy của kiếp người. Ngài cũng phải đương đầu với sanh, lão, bệnh, tử như tất cả mọi chúng sinh khác. Sau cùng, Ngài tìm kiếm một con đường giải thoát và đạt đến hạnh phúc niết bàn, chứng đắc trí tuệ viên mãn và thoát ly sinh tử luân hồi. Do đó, tinh yếu của tích môn là trí tuệ của Đức Phật. Bổn môn là giáo lý thường có vĩnh hằng vượt khỏi thời gian và không gian, là cội nguồn của tất cả giáo pháp. Vì Đức Phật bây giờ không là Đức Phật lịch sử, mà Đức Phật chân chính là một thực thể siêu việt, vượt hiện thế, vĩnh hằng và vô hạn, tức là Pháp thân. Cho nên Đức Phật lịch sử chỉ là nhân vật được Đức Phật chân chính gửi đến với thế gian để tạo thành một nhân vật có hình thể, là một con người có một đời sống sinh hoạt giống hệt như một con người thường tục, để thuyết giảng chánh pháp cho nhân thế. Do đó, Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước, chứ không phải mới thành Phật tử thế giới này. Nhờ công phu tu thiền định, trong phẩm 16, Như Lai Thọ Lượng xác định rằng Như Lai vẫn tiếp tục giảng pháp trong khắp cả vũ trụ kể từ thời vô thủy. Nói cách khác, Đức Phật dựa theo tinh thần bổn môn là chân lý của vũ trụ, hiện hữu khắp mọi nơi trong vũ trụ và sẵn sàng cứu độ tất cả chúng sinh trên thế gian vũ trụ này. Đây mới là chính bổn Phật, và vị bổn Phật này xuất hiện bằng nhiều hình tướng khác nhau, tương ứng với từng thời gian và nơi chốn đặc biệt nào đó trong vũ trụ, để cứu độ tất cả chúng sinh bằng những phương tiện thích ứng với khả năng thấu hiểu của họ về đạo lý của Ngài. Vì thế, Đức Bổn Phật xuất hiện trong suốt chiều dài của sự hình thành vũ trụ, nghĩa là không có đâu là điểm bắt đầu, và dĩ nhiên không biết bao giờ là Ngài cùng tận. Để có cái nhìn sâu xa hơn, bổn môn là đứng về mặt bản thể, còn tích môn là mặt hiện tượng. Vì thế, trong tất cả mọi chúng sinh, bổn môn là ai, ai cũng đều có Phật tánh bình đẳng như Phật. Còn tích môn là con đường thực hành của chúng sanh để đi vào Phật tánh đó. Đứng về phương diện bổn môn thì Đức Phật Thích Ca là Đức Bổn Phật, đã thành Phật từ vô thủy đến vô chung, cho nên mỗi chúng sinh vốn có cái Phật tính thiêng liêng này. Còn về mặt tích môn là Đức Phật lịch sử, đản sanh ở Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm, tức là nhân tu hành của mỗi chúng sinh. Một điểm đặc thù khác giúp người đọc kinh có thể biết đoạn kinh nào nói về tích môn và đoạn kinh nào thuộc về bổn môn. Đó là đoạn nào trong kinh mà đại chúng nhìn xuống đất, nhìn vào núi đồi hùng vĩ, cây cối,
thì lúc đó kinh đang diễn tả về thế giới sinh diệt tích môn. Ngược lại, khi mắt mọi người nhìn lên không trung, nhìn lên tháp Đa Bảo ở trên không, hay các Bồ Tát vọt lên từ mặt đất rồi lơ lửng trên hư không, thì lúc đó kinh đang đưa chúng sinh vào thế giới vô sinh vô diệt, vào thế giới của thời gian vô tận và không gian vô cùng của pháp giới bổn môn. Ảnh hưởng kinh Pháp Hoa ở Á Châu. Thứ nhất, Trung Hoa. Kinh Pháp Hoa du nhập vào Trung Quốc rất sớm và được các nhà dịch thuật nổi tiếng như Trúc Pháp Hộ bắt đầu dịch kinh vào năm 286, và một thế kỷ sau đó có ngài Cưu Ma La Thập lại dịch sang tiếng Hán một bản nữa. Nhưng mãi cho đến khi Chí Khải Đại Sư của phái Thiên Thai, kinh Pháp Hoa mới đạt đến địa vị tột đỉnh của nó trong tàng kinh điển Đại Thừa ở Trung Hoa. Tông Thiên Thai được khởi xướng từ Bắc Tế do ngài Huệ Văn Thiền Sư, dựa vào bộ Chí Độ Luận của ngài Long Thọ mà lập ra Pháp Nhất Tâm Tam Quán. Pháp này được truyền lại cho ngài Nam Nhạc Huệ Tư Thiền Sư, và sau đó Huệ Tư truyền lại cho Chí Khải. Nhất Tâm Tam Quán bao gồm Không Quán, Giả Quán và Trung Quán, do ngài Huệ Văn rút từ bài kệ trong bộ Trung Luận của ngài Lâm Thọ rằng: Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Dịch là: các pháp do nhân duyên sanh nên ta bảo là không, mà cũng là giả danh, đó cũng là nghĩa của trung đạo. Đối với Tông Thiên Thai, ba pháp quán này là thành phần nòng cốt trong sự thực hành, cho nên nếu hành giả không đạt đến chỗ rốt ráo tận cùng của ba pháp quán này thì không thành tựu được. Thứ nhất, Không Quán. Đây là đứng về mặt chân đế mà quan sát. Nếu từ góc độ chân đế mà quan sát thì vạn pháp vốn là không, nhưng con người vì mê lầm chấp trước nên cho là có thật. Từ đó mà kiến hoặc, tư hoặc phát sinh nên phải trôi nổi trong sinh tử luân hồi. Do đó phải dùng Không Quán để thấu biết rõ ràng rằng vạn pháp là không. Thứ hai, Giả Quán. Bây giờ đứng về mặt tục đế mà quan sát, tuy vạn pháp là không và vô sở đắc, nhưng nếu đứng về thế tục mà nhìn thì thấy bản tánh vốn đủ các pháp, muôn hình vạn trạng, không thiếu một pháp nào. Pháp quán này giúp cho hành giả dứt trừ được trần sa, hoặc bởi vì hành giả biết rằng tuy vạn pháp trong thế gian nhiều như cát bụi, nhưng tất cả đều không thật, có đó rồi mất đó, nên vững tâm tu tập. Thứ ba, Trung Quán. Đây là đứng về phương diện trung đế để quan sát các pháp. Trung đế hay còn gọi là đệ nhất nghĩa đế là sự thật trung chánh, không có gì hơn, bao gồm tất cả các sự thật khác. Khi đứng về hai mặt tục đế hay chân đế mà quan sát sự vật thì không phải là không đạt đến chân lý, nhưng chân lý đó chỉ đúng ở một khía cạnh này hay khía cạnh kia mà thôi. Do đó, đứng trên phương diện tổng thể, hai chân lý tục, chân đôi khi mâu thuẫn, đối chọi nhau. Bây giờ dựa theo Trung Quán mà quan sát thì nhận thức được cả hai khía cạnh có và không, nghĩa là hành giả nhận chân rất rõ ràng các pháp không phải chân mà cũng không phải tục, tức là chân tức tục, sắc tức là không, dung thông cả hai, bất tức bất ly. Pháp quán này sẽ diệt trừ được vô minh lậu. Khi đã nhận rõ chân như nằm trong hiện tượng tức là vạn pháp, nghĩa là phàm thánh không hai, uế độ tức tịnh độ, thì hành giả không cần cầu sanh về cảnh giới thanh tịnh nào khác, phát tâm tinh tấn tu hành, trải qua nhiều đời nhiều kiếp sẽ thành Phật. Phật giáo Đại Thừa quan niệm về chữ thành Phật tương đối khá rộng rãi, đôi khi dễ bị hiểu lầm. Thí dụ, như Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng, thấy tánh thì thành Phật, nhưng Phật mà Tổ nói ở đây không phải là cứu cánh tức Phật, tức là thực sự thành Phật, mà chỉ là Phật nhân, tức là lý tức Phật. Còn muốn đạt đến cứu cánh tức Phật, thì hành giả phải dụng công tu tập, trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, để tiêu diệt cho hết cái mầm gốc tham sân si, thì lúc đó mới thành Phật quả được. Ở đây,
Tông Thiên Thai đề xướng tư tưởng Lục Tức Phật để giúp cho người đệ Phật thấu hiểu rõ ràng hơn ý nghĩa của chữ Tức Phật. Thứ nhất, lý Tức Phật. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, giai kham tác Phật. Nghĩa là trong tất cả chúng sinh, ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, hiểu rõ được lý ấy tức là thành Phật. Thứ hai, danh tự Tức Phật. Danh tự là lời Phật dạy trong kinh điển, vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Do đó, nếu lãnh hội được lý tánh của vũ trụ vạn hữu qua kinh điển, văn tự tức là Phật. Thứ ba, quán hạnh Tức Phật. Quán là quán tưởng, hạnh là tu hành, nghĩa là thực hành đúng theo lời Phật dạy tức là Phật. Thứ tư, tương tự Tức Phật. Trong khi tu hành tuy chưa thực chứng được lý tánh, nhưng tâm thể được yên lặng, gần như đã thực chứng nên gọi là tương tự Tức Phật. Thứ năm, phần chứng Tức Phật. Theo phái Thiên Thai thì vô minh như là một tấm màn dày đặc gồm có 41 lớp. Nhờ công phu tu tập, nếu hành giả phá được một lớp là chứng được một phần trung đạo, tức là phần chứng Tức Phật. Hành giả đến đây là đã vượt qua được các bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Thứ sáu, cứu cánh Tức Phật. Đây là chứng được chỗ màu nhiệm tột cùng của đạo Phật, đó là bậc diệu giác, chủng trí đều viên mãn, tức là thành Phật. Khi Chí Khải vừa được 23 tuổi, Ngài vào núi Đại Tô ở Quảng Châu lễ bái tôn giả Tuệ Tư làm thầy. Trong thời gian thọ giáo 7 năm, Chí Khải được dạy pháp môn Tứ An Lạc Hạnh, tức là phẩm thứ 14 của Kinh Pháp Hoa. Đây là pháp quán chiếu an lạc mà chính sư phụ Tuệ Tư đã viết ra để giúp cho hành giả thể nghiệm được lý kinh Pháp Hoa. Nhờ tu tập quán chiếu, Tuệ Tư đã thực chứng pháp đẳng trì. Vì thế Chí Khải tinh tấn nỗ lực tu hành, cho nên khi tụng đến phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, Ngài hốt nhiên thấy thân tâm thanh tịnh và nhập định. Trong định, Chí Khải thấy chính mình ở tại núi Linh Thứ và đang nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Đây là một thực nghiệm sâu xa huyền bí, chuyển biến quan trọng trong đời của Chí Khải. Từ đó, Chí Khải phát triển năng khiếu vượt bậc trong thiền quán và giáo thuyết. Chí Khải đạt đến trí tuệ và tài năng xuất chúng là do sự tận tâm dạy dỗ và truyền cả sở học của thầy Tuệ Tư. Lúc đó, Chí Khải vừa 30 tuổi. Đến năm 587, Chí Khải lần đầu tiên giảng toàn bộ kinh Pháp Hoa và được người đệ tử ghi lại dưới tên là Pháp Hoa Văn Cú. Nhưng mãi cho đến năm 593, lúc ấy Chí Khải vừa được 56 tuổi, Ngài soạn ra bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa, và năm sau Ngài cho ra đời cuốn Ma Ha Chỉ Quán Tại Tu Thiền Tự ở Kinh Châu. Ma Ha Chỉ Quán là tác phẩm thâm viễn và có hệ thống nhất về con đường thực hành giáo và hành của Chí Khải, đặc biệt với bài tựa của Quán Đảnh phản ảnh lại con đường đến với Pháp mà Chí Khải đã hành trì với chính tâm của mình, với cũng là nền tảng để lập nên truyền thống Thiên Thai. Một đặc điểm khác là Chí Khải đã dung hòa các học thuyết Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo vào nguồn minh triết viên dung muôn âm điệu của Đại sư. Qua tác phẩm Huyền Nghĩa, trước hết Chí Khải nhấn mạnh rằng nhất thừa là biểu trưng cho vị trí tối thượng, mà nơi đó con người có thể thấy được pháp thân của chính mình. Pháp thân là năng lực dung hợp bao trùm tất cả những học thuyết Phật giáo khác nhau và đưa ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát trở thành một. Kế đến, Chí Khải cho rằng chân lý của thể, tướng và dụng là bất khả tư nghị, vì nó không phải là một, không phải khác nhau, nhưng thật sự chỉ là một. Vì thế, chân lý này mới được gọi là vi diệu. Thứ ba, Chí Khải cho rằng sự nhận thực chân lý đồng nghĩa với Phật tánh. Chí Khải khẳng định điều vi diệu này là tịch
và chiếu. Để giải thích, Chí Khải nói rằng Phật luôn là tịnh, nhưng có thể chiếu soi vào chúng sinh hữu tình bằng cảm ứng để khơi dậy trí tuệ vốn có sẵn trong mỗi chúng sinh. Sau cùng, chân lý theo Chí Khải là Phật tánh, là cái có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Chí Khải giải thích rằng Phật tính là chân lý tối hậu mà chúng sinh có thể đạt đến, và Phật tánh cũng là mục tiêu cứu rỗi sau cùng, cho nên bất cứ nơi đâu cũng không bỏ chúng sinh. Chí Khải chú giải kinh Pháp Hoa dựa theo năm ý nghĩa mà Ngài gọi là ngũ huyền hay là ngũ trùng huyền nghĩa. Đó là phương cách khảo sát nghiêm túc trong việc chú giải kinh Phật và được áp dụng như là một phương tiện thiện xảo để sắp xếp tư tưởng của Chí Khải Đại Sư. Chí Khải sống trong thời kỳ vua Văn Đế. Mặc dầu nhà vua đã lập thái tử Giang Jun, nhưng hoàng tử thứ nhì Giang Quang nhờ sự hỗ trợ của Chí Khải mà trở thành thái tử. Năm 591, Chí Khải cử hành nghi thức thọ Bồ Tát giới và cho Quang pháp danh Tổng Trì. Để đáp lại, Quang tôn Chí Khải là Chí Giả Đại Sư. Sau này Quang lên ngôi, tức là vua Tùy Dạng Đế. Thứ hai, Nhật Bản. Bản kinh Pháp Hoa do Ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đầu thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên được du nhập vào Nhật Bản vào những năm 577. Sau đó, bộ Pháp Hoa nghĩa sớ bằng tiếng Nhật ra đời lần đầu tiên và được viết bởi Thái tử Sotoku năm 574 đến 622. Có lẽ đây là bộ sách cổ xưa nhất do một người Nhật viết hiện vẫn còn lưu giữ. Sau đó, có Ngài Saiko Tối Trường năm 767-822 lập ra tông phái giống hệt như là Phật giáo Trung Hoa và căn cứ vào giáo nghĩa Pháp Hoa. Năm 804, Ngài được lệnh Hoàng gia Nhật Bản phá sơ Trung Hoa. Nhờ nhân duyên đó, Ngài nghiên cứu giáo lý Tông Chuyên Thai. Sau khi về lại Nhật Bản, Ngài giảng giải lại cho Hoàng gia và thỉnh cầu cho thành lập Tông Chuyên Thai ở Nhật Bản. Năm 806, Ngài được Hoàng đế tấn phong danh hiệu Truyền giáo Đại sư. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản danh hiệu Đại sư được sử dụng, nhưng đặc biệt nhất là tông phái Nhật Liên do Ngài Nhật Liên năm 1222-1282 thành lập, không chỉ xưng tán kinh Pháp Hoa như thánh điển trên tất cả thánh điển, mà còn ngân vịnh tựa đề kinh như là những lời thánh biểu hiện nhân và quả của Phật giới. Tông phái này lấy kinh Pháp Hoa làm nền tảng chính cho việc tu học và thực hành, nhưng đặc biệt nhất là họ chú trọng về thực hành, mà phương pháp chính của họ là niệm Pháp thay vì niệm Phật như các tông phái Tịnh Độ. Kinh Pháp Hoa đã đạt đến một địa vị tối quan trọng trong kho tàng kinh điển Đại Thừa và được xem là vua của các kinh, cho nên niệm kinh này là niệm tất cả các kinh. Tuy nhiên, kinh là do Phật nói, vì thế niệm Pháp tức là niệm Phật và đồng thời cũng là niệm Tăng. Nói, vì thế niệm Pháp tức là niệm Phật và đồng thời cũng là niệm Tăng. Nói, vì thế niệm Pháp tức là niệm Phật và đồng thời cũng là niệm. Hành giả chí thành niệm như thế thì niềm tin trong tâm sẽ gia tăng. Tông phái Nhật Liên cho rằng nội dung và tinh thần của kinh Pháp Hoa rất thánh diệu, ngay cả việc thực hành giáo lý kinh cũng thánh diệu. Điều này cho thấy Phật giáo Nhật Bản chịu ảnh hưởng tư tưởng của Chí Khải khi giải thích về tựa đề kinh Pháp Hoa trong tác phẩm nổi tiếng Huyền Nghĩa Pháp Hoa của Ngài. Từ khi Nichiren thị tịch vào năm 1282, tông phái này cũng giảm đi năng lực rất nhiều, và có lẽ tinh thần Pháp Hoa dần theo thời gian cũng bị quên lãng. Ngày nay, một số tín đồ ở Nhật vẫn còn tin rằng họ có thể được cứu độ chỉ bằng cách gõ trống tay và lập đi lập lại câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tôi quy y kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Họ tuyệt đối tin rằng những cầu xin của họ sẽ được đáp ứng nếu họ chỉ cần thờ kính bài chú tục mà Nichiren đã viết ở trên. Thứ ba, Việt Nam. Ở miền Bắc Việt Nam đời Hậu Lê cũng có tông phái gọi là Liên Tông do Lân Giác Đại Sĩ thành lập. Tục truyền rằng khi đào đất để xây nhà, Ngài tìm thấy một cọng sen ở trong đất nên nghĩ rằng
Đây là ý của Phật, muốn Ngài xây dựng một thiền phái để tu học. Vì thế, Ngài đã khởi công xây cất một tùng lâm mà thành lập một tông phái gọi là Liên Tông. Chương thứ nhất, phẩm tựa. Tôi nghe như thế này. Một lúc nọ, Đức Phật trụ ở núi Kỳ Xà Quận, nơi thành Vương Xá, cùng với số chúng tụ họp xung quanh Phật rất đông, gồm đủ các thành phần tỳ kheo đắc quả A-la-hán 12.000 người. Các vị đó đều là A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong, dứt hết mọi sự ràng buộc, tâm hằng tự tại. Đó là các vị A-nhã Kiều Trần Như, Ma-ha-ca-diếp, Ưu-lâu-tần-loa-ca-diếp, Già-gia-ca-diếp, Nan-đề-ca-diếp, Xá-lợi-phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma-ha-ca-chiên-diên, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Ba Đề, bậc hữu học và vô học 2.000 người, bà tỳ kheo ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề cùng với quyến thuộc 6.000 người câu hội. Mẹ của La Hầu La là bà tỳ kheo ni Ra-du-đà-la cũng cùng quyến thuộc câu hội. Tỳ kheo ni 6.000 người, Bồ Tát 80.000 người. Các vị Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Thường Tinh Tấn, Dược Vương, Trời Đế Thích và quyến thuộc 20.000 người, Tứ Đại Thiên Vương và quyến thuộc 10.000 người, Trời Tự Tại và Đại Tự Tại cùng quyến thuộc 30.000 người, Phạm Thiên Vương và quyến thuộc 12.000 người, 8 vị Long Vương và quyến thuộc Atula Vương và quyến thuộc Ca Lầu La Vương và quyến thuộc nhiều trăm ngàn người. Có vua A Xà Thế, con của bà Di Đề Hy cùng quyến thuộc tùy tùng câu hội. Trong hội Pháp Hoa, kinh dùng con số 12.000 vị A-la-hán là ẩn dụ. Tại sao 12.000? Là kinh muốn ám chỉ con số 12, bởi vì 12 là biểu trưng cho 6 căn và 6 trần, không có 6 thức. Bình thường thập bát giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức, là thế giới của chúng sanh còn sống trong điên đảo khổ đau, bởi vì căn kiếp tiếp xúc với trần liền sinh thức để phân biệt rồi bám chặt vào thức nên vọng tưởng phát sanh. Nhưng ở đây các vị A-la-hán đã dứt hết lậu hoặc, nên tuy căn có tiếp xúc với cảnh vì trần đồng nghĩa với ô nhiễm mà vẫn như như bất động, là thức không sanh. Đó là mắt thấy sắc mà không bị sắc mê hoặc, tai nghe âm thanh mà không bị tiếng thị phi phải quấy chi phối, nghĩa là kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất nhiễm thanh, nên các ngài luôn tự tại, liễu liễu thường minh, như như bất động. Đối với kinh điển Phật giáo Đại Thừa, một bộ kinh phải hội đủ 6 điều kiện để được xem là chánh kinh, do Phật thuyết chứ không phải là ngụy kinh. Đó là lực trùng thành tựu hay lục trùng chứng tín. Đầu kinh có câu "Tôi nghe", ám chỉ tôn giả A Nan, người đã nghe qua những lời Phật thuyết, là văn thành tựu. Câu như thế này chỉ pháp thoại mà A Nan nghe Phật nói là tiến thành tựu. Một thuở nọ là thời thành tựu. Kinh được Phật nói tại núi Kỳ Xà Quận là xứ thành tựu. Đức Phật, vị chủ tọa trong pháp hội, là chủ thành tựu. Và sau cùng, đại chúng gồm có những ai là chúng thành tựu. Thật tình mà nói, nếu có người muốn chế ra ngụy kinh thì họ có thể bắt chước phương pháp lục trùng thành tựu này, đâu có khó khăn gì. Ngày nay thế giới kinh điển không còn khó khăn để truy cập nguồn gốc xuất xứ như ngày xưa. Vì thế, người tu Phật cần phải dùng trí tuệ để nghiên cứu thời điểm, nội dung, tư tưởng, và dĩ nhiên sẽ tìm ra xuất xứ của kinh. Thử nghĩ lại, nếu con người biết sống thật, sống đúng với chân lý, thì Phật ra đời để làm gì? Vì thế, Phật có Phật giả, kinh Phật cũng có kinh giả là chuyện thường. Hãy suy nghiệm lời Phật dạy trong kinh Kalama rằng, không được tin bất cứ gì ta nói là đúng, chỉ vì đấy là do ta nói. Trái lại, phải mang ra thử nghiệm những lời giáo huấn của ta,
giống như một người thợ kim hoàn thử vàng. Nếu sau khi quán xét các lời dạy của ta mà nghiệm thấy đó là đúng, thì lúc ấy mới nên mang ra thực hành. Dầu sao thì nhất định cũng không phải là vì kính trọng ta mà mang ra thực hành. Giác là thức tỉnh, là sáng suốt, là có chánh niệm. Mê là ai nói gì cũng nghe, cũng tin, không dám bác bỏ, sợ tội. Do đó, khi nghe bộ kinh nào không phù hợp với chân lý, không đem lại sự lợi ích gì cho mình và cho người, cho dù kinh đó có để tên ông Phật hay Bồ Tát nào thì cũng cần phải xét lại mà không hề có tội lỗi gì hết. Tại sao? Bởi vì chính Đức Phật không viết kinh nào cả, mà mãi cho đến gần 500 năm sau, sau khi Ngài nhập diệt, kinh điển mới bắt đầu được ghi chép lại. Vì thế kinh điển Phật giáo được truyền miệng gần 500 năm và hoàn toàn dựa vào trí nhớ của người đọc kinh. Đó là chưa kể, từ khi Phật giáo chuyển sang Phật giáo bộ, phái, thì tinh thần nguyên thủy biến đổi. Cho nên trong quá trình truyền miệng, qua nhiều thế hệ như vậy, thì thế nào cũng có chuyện sai lạc ít nhiều, tam sao thất bản là chuyện rất thường tình. Tôn chỉ của Đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp, nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, làm nền tảng cho cuộc sống để sống theo chân lý, sống đúng với chân lý và sống phù hợp với chân lý. Đây là tinh thần khách quan, bình đẳng, dân chủ, nhân bản của nhà Phật, khác hẳn với giáo điều chủ nghĩa của những tôn giáo khác mà không được phép cãi lại. Trước khi Đức Phật sắp nhập diệt, Ngài A Nan thỉnh Đức Phật bốn điều như sau. Thứ nhất, khi kết tập kinh điển thì đầu kinh phải dùng câu gì để tín chúng tin rằng đây là lời của Phật nói, chứ không phải A Nan tự ý nói ra. Đức Phật dạy rằng đầu kinh bắt đầu bằng câu tôi nghe như thế này, tức là như thị ngã văn, và sau đó trong thính chúng gồm có những ai. Thứ hai, khi Phật còn tại thế, Phật là thầy. Sau khi Phật nhập diệt rồi thì đại chúng sẽ tôn ai lên làm thầy? Phải chăng ý của A Nan là sau khi Phật nhập diệt thì ai sẽ thay thế Đức Phật giữ vai trò lãnh đạo tăng đoàn? Đức Phật trả lời rất giản dị và thẳng thắn là phải lấy giới, tức là Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Do đó giới chính là thầy của tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni và Phật tử tại gia. Đây là điểm đặc biệt của Phật giáo, vì giáo lý của Đức Phật luôn chống sự bất công và bất bình đẳng trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Vì thế, Đạo Phật là đạo giải thoát, cho nên thành lập tăng đoàn thì được, mà giáo hội thì không. Bởi vì giáo hội là biểu tượng của đẳng cấp, bất bình đẳng, đưa tới sự tranh chấp giữa những giáo hội với nhau. Giới luật trong Phật giáo có một giá trị tuyệt đối cho người hành đạo. Bởi vì người giữ giới trong sạch, y theo giới luật tu hành, thì tâm mới định, và từ đó trí tuệ sẽ phát sinh. Vì vậy, có giữ giới nghiêm minh mới giữ được Phật tâm. Đối với Phật giáo, giới và hạnh không phải chỉ để giữ mà để tu, bởi vì là pháp môn tu học chứ không phải là tín điều bắt buộc tín đồ phải giữ. Vì vậy, tu giới là thực hành ly dục, ly ác pháp để tâm dần đến chỗ thanh tịnh, trong khi giữ giới chỉ có tác dụng tiêu cực, cho nên ái dục không giảm, không diệt mất. Thí dụ một người có thể giữ giới trường chay, nhưng lòng vẫn còn tham ăn, tham mặc, thì ái dục khó dứt, cho nên không có an tịnh. Ngược lại, một người tu giới là họ luôn luôn kiểm soát thân, khẩu, ý và luôn sống trong tỉnh thức chánh niệm, thì cái nguyên nhân gây ra phiền não khổ đau không có, cho nên họ sống trong an lạc tự tại. Ngày nay Đạo Phật trao đảo trông trinh là vì con người chạy theo hình tướng sinh diệt, sao lãng giới luật hay biến chế giới luật mà lạc mất đường về, đánh mất Phật tâm của chính mình. Thứ ba, đối với những tỳ kheo ác tính thì phải đối xử với họ như thế nào? Đối với những tỳ kheo ác tính, Đức Phật dạy nên dùng phạm đàn mà chỉ, bởi vì phạm đàn lẳng lặng, không cần đánh chửi, cứ lẳng lặng đuổi cổ đi. Nói cách khác, nên tránh xa họ và lấy sự yên lặng đối đãi với họ.
từ sự lạnh nhạt đó khiến lòng họ hổ thẹn, hồi tâm trở về với chánh đạo. Thứ tư, sau khi Phật nhập diệt, đệ tử đời sau nương theo pháp nào tu hành? Phật dạy, muốn giải thoát thì nương theo pháp tứ niệm xứ, kinh niệm xứ dạy rằng: quán niệm thân, trong thân, nhiệt tâm, hiểu biết rõ ràng, giữ chánh niệm, dứt bỏ tham ái và sầu khổ trong thế gian này. Quán niệm thọ, quán niệm tâm, quán niệm pháp. Vì lẽ ấy, Như Lai tuyên ngôn rằng có con đường duy nhất để chúng sanh tự thanh lọc, để diệt trừ đau khổ, để thành đạt trí tuệ và để chứng ngộ niết bàn. Kinh viết rằng: một lúc nọ, Phật đang ở tại núi Kỳ Xà Quật, tại thành Vương Xá. Ở đây, tuy không xác định chính xác thời gian nào Phật nói kinh Pháp Hoa, nhưng dựa theo truyền thuyết thì Đức Phật bắt đầu thuyết giảng kinh Pháp Hoa 9 năm cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt. Núi Kỳ Xà Quật là một tên gọi khác của núi Linh Thứ, nằm ở phía đông bắc thành Vương Xá, kinh đô nước Ma Kiệt Đà, có vua là A Xà Thế mà kinh điển thường nhắc đến. Đức Phật là bậc toàn giác, hoàn toàn trong sạch, vì thế chữ giác có những ý nghĩa như sau. Thứ nhất, bổn giác là sự giác ngộ Phật tánh vốn sẵn có trong mỗi chúng sanh, mà không cần phải trải qua sự tu hành. Bổn giác trong kinh Pháp Hoa chính là tri kiến Phật. Sự giác ngộ Phật tánh không có nghĩa là thành Phật, mà hành giả chỉ trực nhận được Phật nhân của mình. Còn đến Phật quả thì dĩ nhiên cần phải trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu nữa mới thành, chứ không phải ngộ nhập Phật tri kiến thì tức thì thành Phật được. Tại sao? Bởi vì trong ta tập khí ngã mạn, tham sân si kiếp nhóm sâu dày, nên không dễ gì một sớm một chiều mà nhổ được tận gốc được. Thứ hai, thị giác. Một khi chúng sinh phát tâm tu học Phật pháp, nghiên cứu kinh điển, giáo lý thì tâm chuyển dần từ mê đến ngộ. Thứ ba, cứu cánh giác. Tiến trình tu học Phật pháp là văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ. Nghe ở tai rồi suy nghĩ ở tâm, và tu trong sự làm thì trí tuệ vô lậu phát sinh, thấy được chân lý. Nghe ở đây là nghe chánh pháp, nghe Phật pháp và suy nghĩ đúng với chân lý thì sự thực hành mới có lợi lạc, mới phát sinh ra trí tuệ sáng suốt. Đức Phật mô tả sự thành đạo của Ngài sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề như sau. Trước hết, Ngài đắc tứ thiền, và sau đó, trong canh ba của đêm ấy, Ngài chứng tam minh, tức là túc mạng minh, giúp cho Ngài nhớ lại được các đời sống trong quá khứ. Thiên nhãn minh giúp cho Ngài thấy rõ được sự sống chết của chúng sinh tùy theo nghiệp của họ. Sau cùng, lậu tận minh soi sáng cho Ngài thấu biết được sự đoạn diệt các lậu hoặc. Vậy minh là gì? Dựa theo Phật giáo Nguyên Thủy, minh là sáng suốt, là thấu đạt thực chất của đời sống, là tuệ minh sát, có tri kiến của bậc giác ngộ hay chứng ngộ tứ diệu đế. Minh cũng có nghĩa là thông suốt thập nhị nhân duyên, tức là những yếu tố phát sanh do những yếu tố trước đó tạo duyên và trở lại làm duyên cho những yếu tố khác phát sanh. Và cứ như thế, 12 yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau trong một vòng luẩn quẩn của những kiếp sống sanh tử, tử sanh, triền miên diễn tiến, gọi là vòng luân hồi. Do sự phá tan những bí ẩn của kiếp nhân sinh, bằng cách thấu hiểu trọn vẹn và đầy đủ mối liên quan giữa 12 yếu tố trên, bậc thánh nhân cũng đập vỡ tung thế kính ảo kiến mà từ vô lượng kiếp xuyên qua đó ta thấy giả ngỡ là thật, thấy vô thường là vĩnh cửu trường tồn, xem đau khổ là hạnh phúc, và cái vô ngã là linh hồn trường cửu, và tin có một thần linh tạo hóa trong khi chỉ có sự phát sanh của những yếu tố tùy thuộc và những yếu tố trước đó. Phật giáo Nguyên Thủy nhìn Đức Phật bằng một góc độ rất thực tế, dựa trên con người lịch sử. Vì thế, Đức Phật đối với họ là vị A-la-hán đầu tiên của tất cả các vị A-la-hán. Trong ngũ bộ kinh Nikaya, Đức Phật đã nhiều lần xác nhận rằng hàng trăm
nếu không muốn nói là hàng ngàn đệ tử thuộc hàng thánh giả của Ngài cũng chứng đắc các cấp độ tâm linh ngang bằng với Đức Phật, trong khi bộ Tương Ưng Đức Phật tuyên bố chính tôn giả Xá Lợi Phất đã chứng ngộ và thâm hiểu giáo lý duyên khởi rất sâu thẳm như chính Thế Tôn vậy. Ngoài ra, còn có những bậc thánh giả khác như các tôn giả Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na cũng chứng đắc một số khả năng về những lĩnh vực như giảng giải, thuyết pháp, xuất nhập, các cấp độ thiền, thi thố thần thông ngang bằng Đức Phật. Vì thế, chứng quả A-la-hán là dứt hết các lậu, chẳng còn phiền não, thâm tâm hằng tự tại thanh tịnh niết bàn. Đại chúng đều đảnh lễ cúng dường tán thán Phật rồi lui ngồi qua một phía. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì chư đại Bồ Tát nói kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Trước khi nói kinh Pháp Hoa, Phật vì các hàng Bồ Tát nói kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Kinh này được xem như là phần dẫn nhập cho kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để khai thị cho chúng sanh thấu hiểu thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Kinh Vô Lượng Nghĩa không có nghĩa là kinh này có rất nhiều nghĩa, vô số vô lượng không thể đếm hết được. Vô lượng nghĩa ở đây được hiểu là không giải thích, cắt nghĩa được. Cho dù ngôn từ, văn tự của con người có khéo léo, thiện xảo đến đâu thì cũng không bao giờ có thể diễn giải thấu đáo được cái chân lý của ý kinh Phật dạy, trừ khi người ấy tự mình thể nhập được chân lý nhiệm màu đó. Vì thế, kinh điển không có mục đích giải thích chân lý, mà chỉ có thể giúp hành giả trực nhận được chân lý, cũng như như chân ẩm thủy lãnh não tự tri, nghĩa là mình uống nước thì chỉ có mình mới biết được nóng lạnh ngon dở của nước mà thôi. Giáo Bồ Tát Pháp là phương pháp giáo hóa các vị trong hàng Bồ Tát tu để thành Phật, chớ kinh này không nhắm vào hàng phàm phu hay thanh văn, duyên giác. Thậm chí, kinh này hàng phàm phu không thể tiếp thu nổi. Phật Sở Hộ Niệm nghĩa là kinh này cũng chính chư Phật hằng hộ niệm. Cùng với nhiều Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, bạch Phật rằng, chúng con mong được hỏi Ngài về giáo pháp của Đức Phật. Chúng con thiết tha hy vọng Ngài nghe chúng con. Đức Phật dạy, hay lắm, hay lắm. Các ông hỏi ta câu hỏi này thật đúng lúc, chẳng bao lâu nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Ta e rằng sau khi ta nhập diệt, mọi câu hỏi sẽ bị bỏ lửng. Hãy cứ hỏi ta những gì các ông muốn, ta sẽ trả lời mọi câu hỏi mà các ông muốn hỏi. Ngay sau đó, Bồ Tát Đại Trang Nghiêm cùng với nhiều Bồ Tát khác cùng nói, nếu chư Bồ Tát Ma Ha Tát đã tu tập giáo lý Đại Thừa mà muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng giác một cách nhanh chóng, thì chư vị phải tu tập theo pháp môn nào? Đức Phật dạy, nay có một pháp môn thánh diệu gọi là Vô Lượng Nghĩa. Nếu một vị Bồ Tát học pháp môn này, thì vị ấy sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng giác. Một vị Bồ Tát muốn học pháp môn Vô Lượng Nghĩa thì phải nên quán sát rằng tất cả các pháp hay hiện tượng có vẻ khác nhau và thay đổi không ngừng. Nhưng thực ra, cái căn bản của chúng là một năng lượng lớn lao không thay đổi thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Các ông nên hiểu rằng tại căn gốc của tất cả các pháp có một chân lý vượt khỏi sự phân biệt và vĩnh viễn bất biến. Chúng sinh vì không biết chân lý này nên phân biệt một cách ích kỷ, đấy có lợi hay đấy không có lợi. Do đó, họ nuôi dưỡng những tư tưởng xấu, khiến khởi sinh nhiều nghiệp xấu và luân hồi trong sáu cõi. Sáu cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người, Atula và chư thiên này cứ liên tục biến hiện trong tâm thức con người và chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Trạng thái này của tâm gọi là luân hồi trong sáu cõi.
Vì thế, con người không đợi đến lúc chết mới thực sự chuyển vào cảnh giới tương xứng với nghiệp quả của mình, mà thật ra, một khi tâm thức chuyển thì cảnh giới cũng chuyển theo. Do đó, thiên đàng do ta mà địa ngục thì cũng do ta. Biết làm chủ bản tâm, không chạy theo phiền não, khách trần. Tâm hằng tự tại thì không bao giờ xa vào tam ác đạo được. Đức Phật dạy tiếp rằng, này Đại Trang Nghiêm, Bồ Tát muốn tu học pháp môn vô lượng nghĩa thì phải nên quan sát hết thảy các pháp từ trước đến nay, tánh tướng thường rỗng rang vắng lặng, thanh tịnh, bản nhiên, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, không đến, không đi, không một, không khác, không thường, không đoạn, không ra, không vào, không lùi, không tiến, ví như hư không. Không có cái hai, chỉ vì tâm chúng sanh cố chấp, chấp lấy cái giả dối rồi cho là cái này, cái kia, là được, là mất. Khởi ra tâm niệm không lành, tạo mọi điều ác nghiệp, do vậy mà lanh quanh trong sáu nẻo, chịu mọi sự khổ đau vô lượng, ức kiếp, mà không tự biết để tìm lấy cái lối ra. Vạn pháp trong thế gian tuy có sinh, nhưng không thật sự sinh và diệt, nhưng không thật sự mất hẳn, chỉ là huyễn diệt. Khi nhân duyên hòa hợp thì gọi là sinh, và khi nhân duyên tan rã thì gọi là diệt, vậy thôi. Cho nên không có cái gì vĩnh viễn tồn tại hay mất hẳn. Vì thế được gọi là bất sinh bất diệt. Đây chẳng qua bản thể duyên sanh ra hiện tượng thì gọi là sinh, và khi nhân duyên ly tán, hiện tượng quy về với bản thể thì gọi là diệt, chứ không có cái gì thật sinh hay thật diệt cả. Vì thế, các pháp từ xưa nay thường vắng lặng là như thế đó. Cũng như vì có gió tạo ra những đợt sóng lên xuống nhấp nhô, hết gió, sóng lặng, nước yên vậy thôi. Vấn đề sinh tử con người cũng thế, nhân duyên kết tụ, bản thể duyên sinh ra hiện tượng thì sinh ra con người. Đến lúc hết duyên, hiện tượng quay về bản thể thì chúng ta gọi là chết vậy thôi. Đây chỉ là một chu kỳ trong vô vàn chu kỳ trong kiếp sống của con người. Vì thế, sống chết là chuyện bình thường, tử sinh là trò dâu bể, nên chẳng có gì tham luyến hay sợ hãi cả. Chân lý bất sinh, bất diệt, tức là sinh mà không thật sinh, sinh để rồi diệt, và diệt mà không phải thật diệt, diệt để rồi lại sinh. Sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Nói cách, trong thế gian nhân duyên trùng trùng nương gá, tác động, hình thành thì gọi là sanh, và khi nhân duyên trùng trùng tan rã thì gọi là diệt. Vì thế sanh không thật sanh và diệt cũng không thật diệt. Vì ngộ được chân lý bất sinh, bất diệt, nên chúng sinh xem tấm thân thất đại này cũng như mây tụ tán hợp tan vậy. Mà đã là ngũ uẩn phù hư không khứ lai thì con người chẳng có gì phải sợ khi tấm thân này còn, và chẳng có gì đau khổ khi nó mất. Đức Phật dạy các Bồ Tát như sau: này các Bồ Tát, Ma Ha Tát, khi các vị quán sát tất cả các chúng sinh đang luân hồi trong sáu cõi, các vị sẽ khởi lên lòng thương xót và thể hiện lòng đại từ bi để cứu vớt họ khỏi các cõi ấy. Trước tiên, các vị phải thâm nhập tất cả các pháp. Nếu các vị thâm hiểu các pháp này rồi, thì các vị tự nhiên có thể hiểu được trong tương lai những gì sẽ khởi sinh từ các pháp. Các vị cũng có thể hiểu rằng các pháp ổn định, có nghĩa là trụ, không biến đổi trong một thời gian. Các vị cũng có thể hiểu rằng các pháp biến đổi, nghĩa là dị, lại nữa. Các vị có thể hiểu rằng các pháp cuối cùng sẽ tiêu diệt, nghĩa là diệt. Do đó, các vị
có thể quan sát và biết được lý do sinh khởi của các pháp thiện và các pháp bất thiện. Sau khi đã quan sát và biết tất cả bốn tướng của các pháp, từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt, kế đến, các vị cần phải quan sát rằng không có pháp nào được ổn định, dù là trong chốc lát mà sinh và diệt trở lại trong mọi lúc. Sau khi đã quan sát như thế, các vị có thể biết khả năng, bản chất và những tham dục mà mọi chúng sinh sở hữu giống như các vị đã đi vào trong từng tâm thức của họ. Vì các chúng sanh có vô lượng bản chất và tham dục, việc thuyết giảng của các vị cho họ cũng vô lượng. Và vì việc thuyết giảng như thế là vô lượng, cho nên ý nghĩa của nó cũng vô lượng. Sở dĩ như thế là vì giáo pháp vô lượng, nghĩa sinh khởi từ một pháp. Một pháp này là gì? Đó là một chân lý. Chân lý đó là gì? Nó vô tướng, vượt khỏi sự phân biệt về tất cả các sự vật. Các sự vật thì giống nhau trong việc sở hữu Phật tính. Sự việc này là chân lý và là thực tướng của tất cả các sự vật, tức là các pháp. Này các Bồ Tát Ma Ha Tát, lòng từ bi của các vị biểu hiện một cách tự nhiên, sau khi đã hiểu cái thực tướng này thì có công đức chứ không phải là vô ích. Với lòng từ bi này, các vị diệu độ các chúng sanh khỏi khổ đau, và hơn nữa còn khiến hết thảy chúng sanh đạt đến hỷ lạc. Do đó, nếu tu tập toàn hảo pháp môn vô lượng nghĩa, chắc chắn một vị Bồ Tát chẳng bao lâu sẽ thành tựu vô thượng chánh giác. Thế rồi Bồ Tát Đại Trang Nghiêm hỏi Đức Phật một câu hỏi khác: dù chúng con không nghi ngờ về các pháp do Đức Phật giảng giải, chúng con vẫn cứ xin hỏi Ngài lại, vì sợ rằng tất cả các chúng sanh sẽ bối rối và không thể hiểu pháp. Ngài đã liên tục giảng cho các chúng sanh tất cả các pháp, nhất là bốn pháp, suốt trong hơn 40 năm kể từ khi Đức Như Lai chứng ngộ. Bốn pháp này là khổ, không, vô thường và vô ngã. Khổ nghĩa là đời người thì đầy cả mọi thứ khổ đau. Không là bảo rằng tất cả các sự vật có vẻ khác nhau, nhưng chúng ta phải phân định cái khía cạnh bình đẳng, vượt ra ngoài những dị biệt. Vô thường diễn tả sự việc trong thế giới này, không có cái gì hiện hữu trong một hình tướng luôn luôn cố định, mà tất cả các sự vật đang luôn luôn biến đổi. Vô ngã là biểu lộ rằng không có cái gì trong vũ trụ này hiện hữu riêng biệt mà không liên hệ với các sự vật khác, và chúng ta không được để bị chấp trước vào cái tự ngã của chúng ta. Lại nữa, bằng nhiều cách Ngài đã dạy cho chúng con các thực tướng của tất cả các sự vật. Những ai đã nghe các pháp này đều đã đạt được nhiều công đức khác nhau, đã mong mỏi chứng ngộ và cuối cùng đã đạt đến cấp độ cao nhất của Bồ Tát Đạo. Như thế, hình như Đức Như Lai đã giảng cùng các pháp như thế trong suốt 40 mấy năm ấy, nhưng chúng con biết rằng trong thời kỳ này Ngài đã giảng các pháp ấy càng lúc càng sâu xa. Tuy nhiên, chúng con sợ rằng tất cả các chúng sanh có thể không phân biệt được những khác biệt giữa các giáo pháp của Ngài trước kia và hiện giờ. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài giảng rõ cho tất cả các chúng sanh. Bấy giờ Đức Phật nói với Bồ Tát Đại Trang Nghiêm rằng: hay lắm, hay lắm, này các đại thiện nam tử, các vị đã khéo hỏi Như Lai về điều này. Quả thực là do lòng đại từ bi mà các vị đã hỏi ta về diệu nghĩa của Đại Thừa sâu xa và tối thượng do Đức Phật thuyết giảng. Không phải vì sự chứng ngộ riêng của các vị, mà vì tất cả chúng sanh. Này các thiện nam tử, ta đã có thể thành tựu vô thượng chánh giác sau khi đoan tọa dưới cội Bồ Đề. Bằng Phật nhãn, ta thấy hết thảy các pháp có nhiều tướng trạng, không thể diễn tả hết được. Ta biết rằng các bản tánh và tham dục của hết thảy chúng sanh không đồng đều nhau. Vì thế, ta đã giảng pháp bằng năng lực, phương tiện trong hơn 40 năm. Trong suốt trong thời gian đó, ta chưa khai mở sự thật. Do năng lực hiểu pháp của chúng sanh quá kém, thật quá khó khiến cho họ thành tựu được Phật quả tối thượng một cách nhanh chóng. Này các thiện nam tử, pháp giống như nước rửa sạch bụi, nhưng bản chất của một dòng nước, một con sông,
một cái giếng, một cái ao, một con lạch, một con mương và một biển lớn thì khác nhau. Bản chất của pháp cũng giống như thế. Dù mỗi thứ đều rửa sạch được như nhau, vì đều là nước, nhưng một cái giếng không phải là một cái ao, một cái ao không phải là một dòng nước hay một con sông, cũng không phải là một con lạch, một đường mương hay biển. Pháp do Như Lai thuyết giảng cũng như thế. Dù sự thuyết giảng lúc ban đầu, lúc giữa và lúc cuối đều rửa sạch mê lầm của chúng sanh như nhau, nhưng lúc đầu không phải là lúc giữa, và lúc giữa không phải là lúc cuối. Sự thuyết giảng lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối là giống nhau trong lời diễn, nhưng khác nhau trong ý nghĩa. Này các thiện nam tử, lúc mới đầu ta chuyển pháp luôn về Tứ Thánh Đế cho năm tỷ kheo tại vườn Lai ở Ba La Nại. Ta giảng rằng các pháp thì bản nhiên rỗng lặng, không ngừng biến đổi và liên tiếp sinh diệt. Ta cũng giảng như thế khi ta thuyết giảng về 12 nhân duyên và 6 ba la mật cho tất cả các tỳ kheo và Bồ Tát ở nhiều nơi trong giai đoạn giữa. Giờ đây, khi giảng kinh Vô Lượng Nghĩa Đại Thừa này, vào lúc này, ta cũng thuyết giảng giải như thế. Này các thiện nam tử, do đó, việc thuyết giảng lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối thì giống nhau về ngôn từ diễn tả, nhưng khác nhau về ý nghĩa. Vì ý nghĩa khác nhau, cho nên sự hiểu biết của các chúng sanh cũng khác nhau. Vì sự hiểu biết khác nhau, cho nên việc chứng pháp, công đức và con đường cũng khác nhau. Điều này được chứng tỏ rõ ràng rằng, bằng kết quả của sự việc, ta giác ngộ những người nghe ta thuyết giảng trong mỗi thời kỳ. Khi lúc đầu ta thuyết giảng Tứ Thánh Đế ở vườn Lai, khi lúc giữa ta giảng giáo lý sâu xa về 12 nhân duyên ở nhiều nơi, và kế đến, khi ta thuyết giảng về 12 loại kinh của Bộ Phương Đẳng và các kinh khác. Này các thiện nam tử, nói cách khác, ta đã thuyết giảng chỉ một chân lý ngay từ lúc khởi đầu. Điều này không phải chỉ riêng phần ta, hết thảy chư Phật đều làm như thế, vì chân lý căn bản chỉ là một. Chư Phật đáp ứng rộng khắp mọi âm thanh bằng chỉ một lời, dù chỉ có một thân. Chư Phật thị hiện vô lượng vô vàn thân, trong mỗi thân phô bày vô hạn, vô số hình tướng, và trong mỗi hình tướng lại thể hiện vô số vẻ dáng. Này các thiện nam tử, đây là cõi Phật không thể nghĩ bàn và thâm áo, hàng nhị thừa không thể hiểu được, và ngay cả chư Bồ Tát đã đạt đến cấp độ cao nhất tức là thập trụ cũng không thể lĩnh hội được. Chỉ có Phật với Phật mới có thể thâm hiểu được. Do đó, các vị phải nỗ lực đạt đến cấp độ như của Đức Phật nhờ kinh Vô Lượng Nghĩa mà ta đang thuyết giảng đây. Kinh mầu nhiệm sâu xa cao siêu này là hợp lẽ về mặt luận lý, là vô thượng về mặt giá trị, và được hết thảy các chư Phật trong ba đời hộ trì. Không có loại ma quỷ hay ngoại đạo nào thâm nhập vào được, cũng không bị tà kiến hay sinh tử làm hư hoại. Do đó, chư Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành tựu Phật quả tối thượng một cách nhanh chóng, cần phải học và quán triệt kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thâm sâu tối thượng này. Khi Đức Phật thuyết giảng xong, trời và đất lay động theo mọi cách và hiển bày nhiều cảnh tượng đẹp đẽ phi thường, hoa, hương, áo, vòng hoa và báu vật vô giá của trời từ trên trời mưa rải xuống, và thiên nhạc được tấu lên để ca ngợi Đức Phật. Tất cả chư Bồ Tát, Thanh Văn và đại chúng. Ngay sau đó, nhiều Bồ Tát Ma Ha Tát trong hội chúng đắc định Vô Lượng Nghĩa, và nhiều Bồ Tát Ma Ha Tát khác đắc vô số vô hạn cảnh giới Đà La Ni. Tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di và các vị khác trong hội chúng nghe Đức Như Lai thuyết giảng kinh này đều đạt ngộ tương ứng với cấp độ tâm thức của từng vị. Hơn nữa, hết thảy đều mong ước đạt Phật quả như Đức Phật bằng cách theo đúng giáo lý của Ngài và nỗ lực phổ biến giáo lý ấy. Như thế, kinh Vô Lượng Nghĩa dạy cho chúng sinh cách tu học quán chiếu thật tướng các pháp để nhận thức rốt ráo về cái tự tánh như thị, thanh tịnh bản nhiên của tất cả hiện tượng vạn pháp, cho đến khi chính mình thể nhập được cái chân lý thật tướng vô tướng đó. Vì thật tướng của vạn pháp là không, nên ngay cả ý niệm về không cũng phải xóa bỏ
thì mới hoàn toàn nghiệm được vô tướng bất tướng. Hành giả tập nhìn vạn pháp bằng như thị mà không cần phải giải thích, cắt nghĩa hay nói gì cả. Đã là vô lượng nghĩa thì con người không thể dùng bất cứ văn từ nào, bất cứ thí dụ nào để diễn tả tánh như thị của vạn pháp cho đến chỗ cùng cực được. Hễ nói sai như thị, bởi vì thật tướng là vô tướng, cho nên vạn pháp, tánh tướng đều là như thị. Tóm lại, vô lượng nghĩa không có nghĩa là nhiều nghĩa, nhiều vô số lượng, mà vô lượng nghĩa là đạt đến chỗ thể nhập, nên không còn văn tự, ngữ ngôn nào có thể diễn tả được thật tánh, được chân lý cả. Trong kinh Duy Ma Cật, Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Thưa cư sĩ, chư Bồ Tát đã trình bày xong, giờ đây xin nhân giả cho biết cao kiến của ngài về phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Ông Duy Ma Cật lúc bấy giờ điềm nhiên an tọa, tại chúng cả hội trường như nín thở trông chờ. Ông Duy Ma Cật vẫn im lặng và im lặng. Tại sao lại phải im lặng? Vì cái mà ông thật biết thì không thể nói, không thể diễn tả được. Làm sao có thể diễn tả được thể tánh chân như? Làm sao có thể dùng ngôn ngữ hạn hẹp của thế giới hữu vi mà diễn tả cái vô vi thanh tịnh vô cùng vô tận của thế giới vô vi? Vì chân lý vượt ra ngoài ngôn ngữ thì làm sao dùng ngôn ngữ văn tự để diễn tả được chân lý cho được? Do đó, không nói tức là ông Duy Ma Cật đã đạt tới trình độ vô lượng nghĩa của Đại Thừa vậy. Vì thế, cổ nhân cũng có câu chi giả bất ngôn, nghĩa là người biết thì không nói vì nói không được. Nói cho cùng, giáo lý vô thượng thậm thâm vi diệu đó là thứ chân lý mà chỉ có Đức Phật với Phật mới có thể hiểu rõ được cội nguồn căn nguyên gốc rễ của nó được. Nói kinh xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Thật ra Như Lai lúc nào cũng thường trụ trong chánh định, chứ không phải ngài nói xong kinh vô lượng nghĩa rồi mới nhập định, tức là ngài phải trụ vào định vô lượng nghĩa xứ để chuẩn bị nói kinh Pháp Hoa. Nhưng thâm ý của đoạn kinh này là Đức Phật nói kinh mà còn phải trụ vào trong định thì chúng sinh phải chú tâm thiền định để nghe. Tại sao Như Lai lúc nào cũng thường trụ chánh định? Bởi vì Đức Phật có 18 pháp bất cộng, tức là thập bát bất cộng pháp, nghĩa là Như Lai lúc nào cũng có thân vô thất, tức là lỗi lầm, khẩu vô thất và ý vô thất. Lúc nào Như Lai cũng ở trong chánh định, cho nên ngài có vô nhị tâm, và trong tâm tưởng Như Lai không có một ý niệm nào sai cuối chân lý, cho nên gọi là vô nhị tưởng. Chư thiên vui mừng, giải thiên hoa cúng dường Phật. Hàng nhân thiên tán thán chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Lúc bấy giờ, từ tướng lông trắng chạm giữa đôi mày của Đức Phật thóng ra ánh hào quang, chiếu khắp 108.000 thế giới ở phương Đông. Trên từ khỏa sắc cứu cánh, dưới suốt ngục A Tỳ, chúng sanh trong 6 đường đều thấy rõ lẫn nhau. Cứu cánh, dưới suốt ngục A Tỳ, chúng sanh trong 6 đường đều thấy rõ lẫn nhau. Cứu cánh, dưới suốt ngục A Tỳ, chúng sanh trong 6 đường đều thấy rõ lẫn nhau. Tướng lông trắng giữa đôi mày là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Còn Phật phóng ra hào quang soi chiếu khắp 18.000 thế giới ở phương Đông là một cách diễn bày của kinh điển Đại Thừa có tên là Mỹ Từ Pháp. Nó là một ám dụ để diễn tả cái trí tuệ của Đức Phật. Thành Phật tức là đã thành tựu nhất thiết chủng trí, cho nên lời dạy của Đức Phật phát xuất từ ánh sáng trí tuệ mà văn tự dùng chữ hào quang để ám chỉ cho cái trí tuệ huyền diệu này. Thí dụ trong số bạn bè của chúng ta có một người rất hiền lành, sống đúng với đạo đức nhân bản. Từ cái hiền lành đạo đức đó có thể cảm hóa, làm cho những người chung quanh cũng trở thành những con người hiền lành đạo đức. Do đó có thể nói những người được cảm hóa, những đức hạnh tốt được xem như sống trong hào quang từ bi phát ra từ vị đó. Vì thế danh từ hào quang thật ra là những gương mẫu đạo đức đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng, khiến cho người khác cảm mến noi theo. Ở đây cũng thế, dưới ánh hào quang của chư Phật là lời dạy của Phật phát xuất từ trí tuệ sáng suốt mà tất cả chúng sinh nghe theo,
học theo và tu theo đều có lợi lạc. Ngược lại, nếu ở gần người hung ác hiểm độc thì con người cảm nhận những nỗi lo sợ hung dữ, sát khí. Người đệ tử Phật nếu thấu hiểu đạo lý này thì chính họ sẽ không sống trong ảo tưởng cho rằng Đức Phật lúc nào cũng chiếu hào quang sáng chói như những tia laser. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, thì đảnh là điểm cao nhất trên đầu, và đảnh đầu Phật có một u thịt màu hồng nhô lên, có thể phóng hào quang mà không ai thấy được, nên gọi là vô kiến đảnh tướng. Đó là một trong 32 tướng tốt của Phật. Do đó, Đại Phật Đảnh là điểm nổi lên cao nhất trên đỉnh đầu của Đức Phật. Trên thế gian thì nói một cục thịt lồi lên, bộ não tăng trưởng, nhưng trong kinh Pháp Hoa thì đó là một ẩn dụ. Trên đầu cao nhất là tư duy đều nằm ở cái cục thịt, qua thân tướng bình thường. Vậy nghĩa là sao? Đó là hoa sen ra khỏi sình lầy, rồi dưới ánh nắng tỏa hương và sắc. Cái nhục kế cũng thế, nó ở trên cùng, tức là nó ra khỏi nhục thân, tức là sình lầy. Những cái ngu si, những cái phiền não, nó ra khỏi những cái này. Thế thì một nhục kế, đó chính là hoa sen. Trước khi Đức Phật Thích Ca thuyết giảng kinh Lăng Nghiêm hay bất cứ bộ kinh đại thừa nào, thì từ đỉnh đầu của Ngài phóng ra hào quang, soi chiếu khắp mười phương thế giới. Tức là Ngài dùng trí tuệ siêu việt để xem xét khế cơ và khế lý của tất cả chúng sinh, có khế hợp với giáo lý của kinh không. Nói cách khác, Đức Phật dùng trí tuệ siêu việt của mình để soi chiếu, mà thấy rằng nếu chúng sinh có đầy đủ tri kiến để lãnh hội giáo lý thì Ngài mới giảng kinh. Vì thế, Đại Phật Đảnh chính là trí tuệ, từ bi và giải thoát siêu việt của tất cả chư Phật để soi chiếu mà cứu độ chúng sinh, đưa họ từ bờ mê sinh tử đến bến bờ giác ngộ thanh tịnh niết bàn. Thêm nữa, lông là tượng trưng cho sự mềm mại nhu nhuyễn, tức là không có cứng ngắc, trắng là thanh tịnh, không có bị ô nhiễm. Giữa chặn mày, tức là giữa hai con mắt, tức là không có đối đãi, không có cặp phạm trù đối đãi nhị nguyên. Do đó, nếu chúng sinh có được tâm thanh tịnh, hào quang của Đức Phật sẽ chiếu đến và tỏa sáng trong tâm của họ, cũng như ánh trăng soi chiếu trên mặt nước hồ thu yên tĩnh. Ngược lại, nếu tâm của chúng sinh còn ô nhiễm, cũng ví như một vũng nước bùn đục ngầu, không có thứ ánh sáng nào có thể chiếu soi qua được. Thêm nữa, cái hào quang này có thể soi trên từ cõi sắc cứu cánh dưới suốt ngục A Tỳ. Đoạn kinh này được chia làm hai phần. Thứ nhất, chúng sanh trong sáu đường đều thấy rõ lẫn nhau, hiện tượng thông đồng, không gì ngăn cách, nói lên giáo lý pháp giới là bất nhị, tức là nhất chân. Nhất chân pháp giới nghĩa là một, là tất cả, và tất cả là một. Cho nên tuy thế giới có rộng, nhưng kỳ thật chẳng có gì khác nhau. Nói xa, nhưng chẳng có gì lạ lùng cả. Thí dụ chúng ta hiện đang ở tại Sài Gòn hay Hà Nội, thì cảm nhận những nỗi uy bi, khổ ách cũng giống như những người khác đang ở tại New York, Paris hay là ở Los Angeles vậy. Thậm chí, nếu có người ở những thế giới nào đó trong vũ trụ này cũng cảm nhận y như vậy. Vì thế, nếu tâm của chúng sanh không thanh tịnh, thì trong thập phương thế giới không có chỗ nào là cõi Phật thanh tịnh cả. Vì thế giới là nhất chân bất nhị, không sai, không khác. Do đó, kinh Duy Ma Cật, Đức Phật có dạy rằng, tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, nghĩa là ở đâu mà có tâm tịnh, tâm trong sáng, tâm không còn phiền não vô minh, thì ngay tại nơi đó là cõi Phật thanh tịnh rồi. Cho nên cũng trong cái thế giới ta bà này, nếu chúng sanh huân tu để có tâm thanh tịnh, có khinh an giải thoát, thì cõi Phật thanh tịnh sẽ rời đến ngay trước mặt họ. Thứ hai, cái hào quang này có thể soi trên từ cõi sắc cứu cánh dưới suốt ngục A Tỳ, nghĩa là ánh sáng trí tuệ chỉ có thể soi vào cảnh thực, chứ không soi vào những cõi vô sắc, cõi ảo tưởng hoang đường được. Ở đây, kinh nói đến tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới
nếu chúng sinh không cải tạo được thân, khẩu ý của mình để chạy theo sắc, tài, danh, lợi, thì họ đang sống trong dục giới, tức là thế giới về tham dục. Tại sao? Bởi vì chúng sanh còn tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham thực, tham ăn, tham ngủ, tham dâm, nhân, ngã, bỉ, thử, tranh chấp trong ngoài sắc giới. Đối với những ai đã biết được chân lý của cuộc đời, cho nên phú quý như bọt nước, tiền tài như phấn thổ, công danh như hạt sương đậu trên đầu ngọn cỏ, có đó rồi tan biến ngay đó. Do đó, nếu ai không còn đeo đuổi, ôm ấp hay lưu luyến những thứ phù du giả tạm đó, để khỏi phải gieo những thứ tội lỗi cho thân tâm, khẩu ý, thì tuy họ vẫn sống bình thường trong thế gian này, nhưng chính họ có sự khinh an tự tại, bình yên thanh thản như những vị trời, thì họ đang sống trong sắc giới vậy. Vô sắc giới. Nếu có những người tu thiền định để suốt hồn đi vào những cảnh giới huyền ảo như gặp chư Phật, thánh thần, là họ đi lạc vào cõi vô sắc giới, tức là thế giới vô hình ảo tưởng. Những cảnh giới ảo tưởng đó thật ra do tâm hóa hiện, chứ không thật có trong thế gian này. Ngay cả trong giấc chiêm bao cũng là ảo tưởng không thật. Dựa theo duy thức luật thì khi ngủ không phải là đưa tâm thức vào chỗ vô niệm. Bởi vì lúc chúng ta ngủ thì ngũ căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gần như không hoạt động, nhưng ý căn vẫn tác động với pháp trần, khiến cho tâm thức giấy động ngầm, mà đôi khi con người gọi là mộng. Sự hoạt động của ý thức trong trường hợp này gọi là độc đầu ý thức tác động. Ngược lại, khi thức giấc, nếu mắt nhìn thấy vật gì thì tâm biết là vật mà không biết đó là vật gì, cho nên nhãn thức phải có ý thức phân biệt cộng vào thì con người mới thấy biết được hiện tượng vật thể rõ ràng được. Do đó, con người có thể giải thoát giác ngộ hay không là do nơi cõi sắc, có sống an vui tự tại do ở nơi cõi sắc, và có cưu mang ưu bi phiền não cũng tại nơi cõi sắc. Vì thế, ngày xưa Đức Phật sau khi chứng tứ thiền, Ngài qua ngã diệt tận định mà chứng quả A-la-hán, mà không qua ngã tứ không định, tức là cảnh vô sắc giới của ngoại đạo. Lại thấy chư Phật ở các quốc độ đang nói pháp và được nghe pháp của các Phật rõ ràng. Cũng thấy các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ tu hành đắc đạo. Thấy các Bồ Tát thực hành lục độ trong việc tự lợi, lợi tha, tinh tấn trên đường Bồ Đề. Lại thấy có Đức Phật nhập Niết Bàn có nơi xây dựng tháp tôn thờ Xá Lợi. Đại chúng trong pháp hội thấy rõ việc làm của chư Phật trong sứ mạng giáo hóa, thuyết pháp độ sanh. Họ thấy rõ hàng thanh văn tinh tấn thực hành giáo lý tứ đế, thấy rõ các vị Bồ Tát áp dụng rốt ráo lục độ ba la mật, đúng theo tư tưởng tự lợi, lợi tha của Bồ Tát. Thấy rõ chư Phật đang chuyển pháp luôn, cũng thấy rõ có Phật đang nhập Niết Bàn, có nơi đang trả tỷ và đang xây tháp tôn thờ Xá Lợi Phật. Nói cách tổng quát, đoạn kinh này mục đích giới thiệu việc làm của chư Phật cho đại chúng trong hội Pháp Hoa biết rằng chư Phật trong quá khứ và Phật trong pháp hội này cũng đều diễn biến như nhau. Đó là việc làm của chư Phật, là việc làm phù hợp với ba đời chư Phật, thích hợp với khế cơ, khế lý của chúng sanh. Cho nên lời nói của một vị Phật, tức là lời nói của hàng xa chư Phật trong mười phương thế giới. Đoạn kinh trên khai thị thêm rằng, cho dù là chư Phật hễ thị sanh thì phải có thị diệt, tức là có đản sinh thì phải có nhập Niết Bàn. Đó là chân lý vận hành của nhân sinh vũ trụ, tức là thành, trụ, hoại, không, mà Đức Phật Thích Ca đã nghiệm chứng khi Ngài vừa thành đạo. Vì vậy, giáo lý của Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng sinh nên sống tùy thuận theo chân lý, thì chắc chắn cuộc sống sẽ có nhiều an vui tự tại, cũng như có người xuôi theo dòng nước, từ nhẹ nhàng thanh thoát. Ngược lại, lội ngược dòng thì phải gánh chịu bao nỗi nhọc nhằn. Bồ Tát Di Lặc và đại chúng đều lấy làm lạ trước điềm lành này. Thay mặt cho tất cả Bồ Tát, Ngài Di Lặc cầu xin Đại Trí Văn Thủ là bậc xuất chúng giải thích cho đại chúng về những sự kiện trên. Bồ Tát Di Lặc tên là A Dật Đa và họ là Từ Thị.
trong vô lượng kiếp quá khứ có Đức Phật hiệu là Đại Thống Chí Như Lai ra đời, thì cả Đức Thích Ca tức là tiền kiếp và Bồ Tát Di Lặc tức là tiền kiếp cùng phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mãi cho đến khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời thì Ngài Di Lặc mới phát tâm xuất ra. Tuy xuất ra nhưng Ngài Di Lặc không chú tâm tu hành mà muốn kết thân cầu danh với những hàng danh gia vọng tộc quan quyền giàu có, cho nên Ngài sẽ thành Phật sau Đức Phật Thích Ca gần 10 tiểu kiếp. Về sau nhờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh dạy cho pháp tu duy tâm thức, cho nên Ngài mới chứng được tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nhưng mãi cho đến thời Phật Nhiên Đăng xuất thế thì Ngài mới chứng được tam muội thức tâm diệu viên, và được Phật Thích Ca thọ ký đời sau sẽ thành Phật ở hội Long Hoa tại thế giới Ta Bà này. Hiện nay Bồ Tát Di Lặc đang tu ở cung trời Đầu Suất, chuyên giảng môn duy thức học, tức là Du Già Hành Tông. Tuy tất cả các pháp có rất nhiều, nhưng tóm lại có 100 pháp và được chia làm 5 loại như sau. Thứ nhất, tâm pháp hay còn gọi là tâm vương, gồm có 8 món là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại đa thức. Tiếng gọi thông thường là bát thức tâm vương. Thứ hai, tâm sở hữu pháp gồm có 51 món và được chia làm 6 loại là biến hành, tức là 5 món, biệt cảnh 5 món, thiện 11 món, căn bản phiền não 11 món, tùy phiền não 20 món, bất định 4 món. Trong 51 món thì chỉ có 11 món là thiện. Thứ ba, sắc pháp có 11 món, gồm có 5 căn và 6 trần. Thứ tư, tâm bất tương ưng hành pháp có 24 món. Thứ năm, vô vi pháp có 6 món. Phái Du Già của Ngài Vô Trước thế thân giới thiệu a lại gia thức hay tàng thức, tức là đệ bát thức tâm vương. Thức là sự phân biệt, do đó tâm là bản thể và thức là diệu dụng. Dựa theo duy thức thì tất cả sự vật trên thế gian như trời trăng, mây nước, chim bay, cá lặn, cỏ cây, hoa lá thì gọi là sở tàng, nghĩa là những vật mà do thức tâm của con người biến hiện. Và năng tàng là khả năng chứa đựng những sở tàng ở bên ngoài trong tâm của con người. Vì thế con người có khái niệm tới đâu, nghĩa là sở tàng biến đổi thế nào thì năng tàng cũng bao trùm tới đó. Nói cách khác, cảnh thay đổi thế nào thì tâm cũng biến hiện tùy thuộc theo. Bồ Tát Di Lặc tu tập theo pháp duy tâm thức, cho nên quan sát tất cả cảnh giới là giả, tưởng là giả. Chỉ do thức tâm biến hiện mới thành có tánh cách phân biệt sai khác. Bây giờ nếu tu được định duy thức thì ngoài tâm không có cảnh, ngoài cảnh không có tâm, cho đến khi chứng được vô thượng diệu viên thức tâm tam muội thì nhận thấy tất cả nhân sinh vũ trụ, cho dù là loài vô tình, hữu tình, là tâm, là cảnh, là phàm, là thánh, đều do tánh duy thức biến hiện, cho nên không có sai khác. Nói cách khác, khi Ngài Di Lặc chứng được chân duy thực tánh thì không còn thấy thật có tướng duy thức, vì tất cả 10 phương Như Lai, quốc độ, sắc không đều không có món nào ra ngoài thức tánh ấy mà nó tự có. Tại sao? Bởi vì thức tánh chính là Như Lai Tạng bản thể mà duyên khởi phát sanh ra nhân sinh vũ trụ, tức là bất biến tùy duyên. Các pháp đã là thức tánh thì tất cả đều là tự tánh viên mãn, thành tựu chân thật, không còn có thật ngã và ngã sở, xa lìa biến kế sai lầm, chứng pháp vô sanh nhẫn. Bồ Tát Di Lặc chuyên tu theo duy thức, cho nên còn tâm phân biệt, có pháp môn để tu, có niết bàn để chứng và có đạo quả bồ đề để thành. Vì thức là cái biết do sự phân biệt nên cần phải chuyển thức thành trí thì mới có đầy đủ trí tuệ sáng suốt. Do đó Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho thức phân biệt. Dựa theo duy thức luật thì khi chúng sanh có được giải thoát giác ngộ thì họ chuyển 8 thức thành 4 trí. Đó là thứ nhất, ý thức hay thức thứ 6 có tác dụng phân biệt sẽ biến thành diệu quan sát trí, tức là trí có năng lực quan sát thâm diệu, có thể thấy được hằng xa thế giới,
và thấy được tất cả tâm niệm sở cầu trong mỗi chúng sinh. Nhờ sự quan sát huyền diệu rốt ráo như thế, mà tùy theo nguyện vọng, tâm lý sở cầu mà Bồ Tát làm lợi đạt cho chúng sinh. Thứ hai, còn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức sẽ biến thành thành sở tác trí, tức là cái trí này có những công năng vô cùng rộng lớn như thử hiện thần thông, biến hóa, hiện ra ba bốn món hóa thân để tùy theo căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. Thứ ba, mạt na thức, tức là thức chấp ngã sẽ biến thành bình đẳng thánh trí, là trí có năng lực nhận thức, tính bình đẳng và vô ngã của vạn pháp. Thứ tư, a lại gia thức, là thức thứ tám, sẽ biến thành đại viên cảnh trí, tức là trí sáng như tấm gương lớn và tròn đầy cũng như biển cả chân như. Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho sai biệt trí, nhưng pháp tánh, tri kiến Phật, căn bản trí thì không còn có sự phân biệt, mà phải lìa xa tất cả. Văn tự, ngôn ngữ nghĩa là không hai, tức là bất nhị. Vì thế, Bồ Tát Di Lặc không thể hiểu được những hình ảnh biểu trưng Phật tánh, tri kiến Phật. Trong khi đó, Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho căn bản trí, tức là bản giác, vốn có sẵn trong mỗi chúng sanh. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giải đáp rằng, theo chỗ tôi biết, thì Thế Tôn nói pháp lớn. Bồ Tát Văn Thù nói tiếp, tôi từng ở trong vô lượng Phật quá khứ, đã thấy điểm lành này. Chư Phật phóng hào quang như thế, sau đó liền nói pháp lớn, cho nên tôi biết chắc chắn rằng, hôm nay Phật, vì muốn cho chúng sanh được nghe, biết pháp nhiệm màu mà tất cả người đời khó tin, cho nên hiện ra điểm lành ấy. Bồ Tát Văn Thù kể tiếp, cách vô lượng A Tăng kỳ kiếp, về trước có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, đủ 10 đức hiệu diễn nói chánh pháp, ban đầu, chặng giữa và rốt sau đều lành, nghĩa lý sâu xa, trước sau không mâu thuẫn, thuần nhất không tạp. Phật vì người Thanh Văn Thừa nói tứ đế, cầu ra khỏi sanh, tà, bệnh, chết, được cứu cánh niết bàn. Vì hạng cầu quả duyên giác nói pháp thập nhị nhân duyên. Vì hàng Bồ Tát nói pháp lục ba la mật, khiến cho chứng quả vô thượng Bồ Đề thành tựu, nhất thiết chủng trí. Kế tiếp, có 20.000 đức Phật, cùng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, và cùng một họ Phả Loa Đại. Pháp của tất cả chư Phật nói ra ban đầu, chặng giữa và rốt sau đều lành. Giáo lý của Kinh Pháp Hoa là giáo lý Đại Thừa, cho nên người có chủng tánh Đại Thừa mới dễ hội nhập. Vì là giáo lý tối thượng thừa, nên giáo pháp Phật thuyết trong Kinh Pháp Hoa là thứ giáo pháp mà người đời khó nghe, khó hiểu, khó tin và khó hành. Mà người nào nghe được, hiểu được, tin được và hành được mới là người cúng dường chư Phật đệ nhất. Để xác định mức độ khả tín của Kinh, ở phẩm tựa này, Đức Phật đã khai thị cho Pháp Hoa Hải Hội biết về nguyên tắc hoằng pháp của ba đời chư Phật. Đó là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, cách hằng hà sa số kiếp đã làm thế nào thì Đức Phật Thích Ca hiện nay cũng làm như thế ấy. Và dĩ nhiên, Phật tương lai cũng như thế. Vì thế, lời nói của Đức Phật là lời chân chính, chắc thật, trước sau như một, tất cả đều lành, không hề có ý lừa dối phỉnh gạt người nghe. Vào thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Văn Thù Bồ Tát là Bồ Tát Diệu Quang, nghĩa là ánh sáng nhiệm màu, cũng có nghĩa là căn bản trí có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Văn Thù thâm nhập rốt ráo kinh điển và từng đem Kinh Pháp Hoa ra dạy cho 800 đệ tử. 800 đệ tử là kinh muốn ám chỉ cho số 8, tức là Bát Thức Tâm Vương. Đó là Lục Thức, Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức. Vì Ngài Di Lặc tượng trưng cho thức, cho nên cần Bồ Tát Văn Thù là đại biểu cho căn bản trí chuyển thức thành trí, nghĩa là chuyển 8 thức thành ra 4 trí và A Lại Gia Thức thành ra Như Lai Tạng, tức là đại viên cảnh trí thì sẽ có giải thoát. Trong số 800 đệ tử đó thì Di Lặc thường biến trễ trên đường tu học nên có biệt hiệu là Cầu Danh. Vì Di Lặc tu theo kiểu cầu danh
nên tuy ngài thấy hào quang hiện ra của Phật mà không hiểu, không thể cắt nghĩa được. Ngược lại, đại trí Văn Thù đã gieo trong chủng tử pháp hoa từ muôn đời, cho nên vừa thấy điềm lành này thì biết ngay là Phật sắp nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, giống như chư Phật xưa kia đã làm. Đoạn kinh này muốn nhắc nhủ cho người đệ tử Phật rằng, nếu chúng sinh gieo hạt giống trí tuệ càng sâu thì sẽ thành quả đại trí như Bồ Tát Văn Thù. Ngược lại, nếu chúng sinh gieo những hạt giống biến trễ thì chỉ gặt hái kết quả từ thị như Di Lặc. Di Lặc dịch là từ thị, nghĩa là gieo căn lành thiện mà thôi. Tại sao trong kinh điển Đại Thừa phẩm đầu thường là Bồ Tát Văn Thù thưa hỏi và kết thúc bằng hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát? Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho đại trí tuệ, cho nên tuy Đức Phật theo lời thưa thỉnh của Văn Thù nói kinh, xiển dương trí tuệ cho chúng sinh, nhưng đây chỉ là phần lý thuyết. Sau khi Phật nói xong, kinh liền giới thiệu Bồ Tát Phổ Hiền với mục đích nhắn nhủ mọi người nên tinh tấn tu tập dựa theo tiến trình văn tư tu để tự mình thể hiện mà phát sinh ra trí tuệ. Văn tư tu là nghe rồi suy nghĩ, có nghĩa là trong tâm, mà đem nó ra thực hành, ứng dụng trong cuộc sống. Vì hạnh nguyện Phổ Hiền là thực hành rộng lớn những điều lành, điều tốt để mang đến lợi ích thích thực cho chính mình. Giáo pháp không hề có sai khác, nhưng căn cơ chúng sinh có sai khác, nên Phật vì chúng sinh nói pháp khác nhau. Đối với hàng thanh văn, Phật thuyết giáo lý tứ đế giúp họ chứng đắc niết bàn và lìa sinh tử. Hàng duyên giác, Phật dạy cho họ về thuyết thập nhị nhân duyên. Sau cùng hàng Bồ Tát, Phật dạy họ tu lục độ ba la mật để thành tựu nhất thiết chủng trí, tự nhiên trí, vô sư trí của chính mình mà tiến thẳng đến quả vị vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật. Đối với hàng thanh văn, họ dùng tích không quán để quán rằng thế gian vô thường, tứ đại khổ, không và ngũ uẩn vô ngã, tức là ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức của Đại Thừa và cũng chính là thân, thọ, tâm, pháp của Tiểu Thừa. Nên thế gian vạn pháp, dưới ánh mắt của họ không có gì đáng quý, không có gì đáng tham luyến, say mê, không có gì đáng giữ gìn, bảo thủ, ngay cả tấm thân tứ đại của họ. Do đó, cái không của hàng thanh văn là vạn pháp không tồn tại trường cửu, không bền, không chắc của sự vô thường, nên họ chứng được ngã không. Nói cách khác, đối với sự vật hiện tượng của thế giới hữu vi, như trời trăng mây nước, chim bay cá lặn, thì không có vật gì thoát khỏi luật vô thường, nên tất cả vạn pháp trong thế gian dưới ánh mắt của họ thì tất cả đều là không. Vì vậy, ngã không ở đây chính là nhất thiết pháp vô ngã. Vô ngã nghĩa là vạn pháp ngay cả tấm thân của họ không có tự thể cố định, trường tồn, vĩnh cửu bởi vì chữ ngã. Trong đạo Phật là tự tại, thường nhất, bất biến mà vạn pháp trong thế gian này không có cái gì là bất biến, thường nhất, cố định cả. Khi đạt được chân lý ngã không và nhất thiết trí, thì các vị trở thành bậc A-la-hán. Dưới cái nhìn của Bồ-Tát, thì thế giới vạn pháp là huyễn hóa, không thật, tuy có mà như không. Đó chính là đương thể tức không, nghĩa là vạn pháp tuy sờ sờ ra đó, nhưng tâm Bồ Tát không chấp cái có của nó, nên tuy có mà vẫn hư không. Vì thế, cái trí của Bồ Tát là đạo chủng trí, cao hơn nhất thiết trí và có thể thấy một phần của vạn pháp giai không.
sau cùng trí tuệ của Phật là trở về với tự nhiên trí, vô sư trí, nhất thiết chủng trí. Thí dụ, trong thế gian, chúng ta học hỏi bất cứ vấn đề gì từ vị thầy thì cái trí đó là sư trí, tức là cái trí có được là do thầy dạy, có nghĩa là hữu sư. Nhưng cho dù người học trò đó có thông minh cách mấy, có giỏi cách mấy, thì sự hiểu biết từ vị thầy dạy dỗ đó cũng nằm trong một giới hạn nào, chứ không bao giờ đến chỗ cùng tận được. Thí dụ, ngày nay có rất nhiều trung tâm nghiên cứu từ y học đến khoa học, và ngay cả các ngành tâm lý học, các khoa học gia đó phải tự mình nghiên cứu, tìm tòi và sau cùng phát minh ra những điều mới lạ cho nhân loại. Cái hiểu biết này là vô sư trí, vì chỉ có họ tự mình khám phá ra, chứ không có thầy chỉ bảo. Giáo lý Phật Đà cũng thế, những gì Phật dạy cho chúng sinh chỉ là phương tiện, là ngón tay để tự họ chứng ngộ chân lý, mà tự mình thấy được ánh sáng huyền diệu của mặt trăng. Khi hành giả trực ngộ chân lý thì chính họ nghiệm chứng sự nhiệm màu mà ngay cả Đức Phật không thể giải thích cho họ được. Tóm lại, hữu sư trí là cái trí hữu hạn, chưa phải đến chỗ cùng tận. Còn muốn nghiệm chứng được chân lý của vũ trụ thì phải dựa vào trí hữu sư mà phát triển lấy vô sư trí. Do đó, Kinh Pháp Hoa khẳng định rằng mọi chúng sinh đều có thể phát triển vô sư trí của chính mình để trở thành Phật, vì trong mọi chúng sinh đã có sẵn cái tri kiến Phật đó rồi. Đạo Phật lấy lý trí làm nền tảng, nên không có vấn đề van xin cầu nguyện để được cái này, có cái kia. Vì cầu xin là phỉ báng Phật đó, mà đạo Phật là đạo thực hành để có thực chứng mà thấy được chân lý. Đức Phật là người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nhân loại, chẳng những dạy mà còn khuyến khích học trò chứng ngộ chân lý, ngang hàng với Ngài. Tại sao lại có đến 20.000 vị Phật cùng hiệu nhật nguyệt đăng minh và cùng một họ phả loa đọa? Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, đăng là đèn, minh là sáng. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là vị Phật có trí tuệ sáng suốt như mặt trời, mặt trăng và đèn. Cái trí tuệ này không bao giờ tắt, cũng ví như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và của ánh đèn. Đó là cái trí tuệ viên mãn, không khiếm khuyết. Vì vậy, khi thành Phật, thì bất cứ vị Phật nào cũng có đầy đủ trí tuệ sáng suốt viên mãn như nhau. Cho nên một vị Phật, trăm vị Phật, 20.000 vị Phật hay ngay cả 2 triệu vị Phật thì cũng thế, cũng đồng một danh hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Cho nên Phật là hiện thân chân lý muôn đời trong sáng, cũng như sự soi sáng của vầng Nhật Nguyệt vằng vặc muôn đời. Họ phả lo đọ có nghĩa là rất chóng thành Phật, có đại trí tuệ và người đó nói pháp đều viên mãn vô ngại. Đức Phật rốt sau vốn là một nhà vua. Lúc chưa xuất gia có 8 vị vương tử tên là Hữu Ý, Thiện Ý, Vô Lượng Ý, Bảo Ý, Tăng Ý, Trừ Nghi Ý, Hướng Ý và Pháp Ý. Nghe vua cha xuất gia tu hành, thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều bỏ ngôi xuất gia theo. Thuở đó, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng như Đức Phật Thích Ca hiện nay nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói xong, bèn nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không động. Hàng chư thiên hân hoan giải hoa cúng đường, đại chúng vui mừng chắp tay nhìn Phật với tất cả lòng kính mộ. Lúc bấy giờ, từ tướng lông trắng chặn giữa đôi mày của Như Lai phóng ra ánh hào quang, soi suốt 18.000 thế giới phương đông, y như điển lành hiện nay mà đại chúng cùng đang thấy. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thứ 20.000 xuất thân từ một nhà vua, cũng có hoàng hậu và 8 người con. Chưa xuất ra muốn ám chỉ cho chúng sinh khi chưa tu, còn 8 người con tượng trưng cho bát thức tâm vương, tức là lục thức, mạt na thức,
A Lại Ra Thức, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là chỉ cho Phật tánh hay Như Lai Tạng? Như Lai Tạng còn gọi là Như Lai Chủng Tánh, tức là Pháp Tánh, là chân như, là Phật Tánh. Tạng là cái kho để chứa tất cả những chủng tử, tức là hạt giống của vạn pháp, và từ những chủng tử này mới sinh khởi ra bốn khoa, tức là ngũ uẩn, lục nhập, 12 xứ và 18 giới. Tạng cũng là cái bọc chứa để giấu kín, che phủ phiền não mê lầm, và cũng giấu kín, che phủ Phật tánh, là cái mầm giác ngộ vốn có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Vì tạng là chất chứa, cho nên Như Lai Tạng là chất chứa mọi công đức quyền năng của Như Lai, và cũng là thức thứ 8, tức là A Lại Ra Thức. Đứng về mặt ô nhiễm, Như Lai Tạng là tượng trưng cho thế giới sinh diệt luân hồi. Còn dựa theo phía thanh tịnh, Như Lai Tạng là biểu hiện cho Niết Bàn giải thoát. Tuy chúng sanh có Phật tánh, nhưng vì sống trong mê lầm cho nên Như Lai Tạng biến thành thức, mà thức là sự phân biệt, cho nên 8 vị vương tử đều có tên là ý. Khi nghe tin vua cha xuất gia, 8 vị vương tử liền xuất gia theo. Ý nghĩa của đoạn kinh này là tạng thức chuyển thành Như Lai Tạng, thì lúc đó 8 thức sẽ chuyển thành 4 trí. Dựa theo duy thức luật, thì khi chúng sinh có được giải thoát giác ngộ, thì họ chuyển 8 thức thành 4 trí, đó là: thứ nhất, ý thức hay thức thứ 6 có tác dụng phân biệt, sẽ biến thành diệu quan sát trí, tức là trí có năng lực quan sát thâm diệu, có thể thấy được hàng xa thế giới và thấy được tất cả tâm niệm sở cầu trong mỗi chúng sinh. Nhờ sự quan sát huyền diệu rốt ráo như thế, mà tùy theo nguyện vọng, tâm lý, sở cầu mà Bồ Tát làm lợi lạc cho chúng sinh. Thứ hai, còn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức sẽ biến thành thành sở tác trí, tức là cái trí này có những công năng vô cùng rộng lớn, như thử hiện thần thông, biến hóa, hiện ra 3 món hóa thân để tùy theo căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. Thứ ba, mạt na thức, tức là thức chấp ngã sẽ biến thành bình đẳng tánh trí, là trí có năng lực nhận thức tính bình đẳng và vô ngã của vạn pháp. Thứ tư, A Lại Ra Thức, là thức thứ 8 sẽ biến thành đại viên cảnh trí, tức là trí sáng như tấm gương lớn và tròn đầy cũng như biển cả chân như. Tóm lại, khi mê, tức là chưa xuất ra, thì có 8 thức phân biệt rồi tạo nghiệp, và dĩ nhiên trôi nổi trong sanh tử luân hồi. Đến khi giác ngộ, tức là xuất ra, thì 8 thức quy về với tánh giác, phân biệt chấm dứt mà vẫn biết rõ ràng, liễu liễu thường chi. Đó chính là trí. Ngày xưa Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh sau khi nói xong kinh Vô Lượng Nghĩa, liền nhập chánh định vô lượng xứ, thân tâm bất động. Tuy thời gian khác nhau, nhưng ngày nay Đức Phật Thích Ca cũng hành trì giống như chư Phật trong quá khứ. Đoạn kinh này nói rằng Phật quá khứ hành trì như thế nào thì Phật hiện tại cũng làm giống y như vậy, và Phật tương lai cũng không sai khác. Cái khác nhau là hội Pháp Hoa thuở xưa có ngài Bồ Tát Diệu Quang, ngày nay Diệu Quang trở thành Bồ Tát Văn Thù, là biểu tượng của căn bản trí có sẵn trong mọi chúng sinh. Câu chẳng giữa đôi mày, Như Lai phóng ra ánh hào quang soi suốt 18.000 thế giới ở phương Đông. Ở giữa chẳng mày, giữa hai con mắt, tức là không có đối đãi, không có phải trái, không có đúng sai. Tại vì những cái đối đãi, những cái vọng phóng ra một luồng hào quang, hào quang ấy là trí tuệ, cái trí tuệ ở trong tâm của chúng sanh, mà trong tâm ấy phóng ra một luồng hào quang, tức là trí tuệ, mà trí tuệ ấy lại nhu nhuyễn, thanh tịnh và không có đối đãi, nó không có phân biệt. Còn con số 18.000 kinh nói ở đây là ám chỉ cho con số 18, tức là thập bát giới, nghĩa là 6 căn tiếp xúc với 6 trần, phát sanh ra 6 thức. Thập bát giới là thế giới của phiền não khổ đau, vì tâm của con người còn phân biệt, còn chấp trước. Đến khi tu chứng thành A-la-hán thì thập bát giới chỉ còn lại 12. 12 nghĩa là 6 căn tuy có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bây giờ không còn là ô nhiễm, không còn là nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau, cho nên nó không còn là 6 trần mà là 6 cảnh giới.
Vì thế, người tu chứng tâm thanh tịnh thì mắt vẫn nhìn sắc, tai vẫn nghe âm thanh, lưỡi vẫn nếm mùi vị, mũi vẫn ngửi lấy chứ, nhưng họ không bị sắc, âm thanh, mùi vị nhận chìm, say đắm, cho nên thấy thì mắt vẫn thấy, nghe thì tai vẫn nghe, nhưng tâm như như bất động, liễu liễu thường minh, tức là kiến sắc bất nhiễm sắc, văn thanh bất nhiễm thanh vậy. Tại sao thế giới lại ở phương đông? Hướng đông là phía mặt trời mọc, nghĩa là biểu trưng cho sự phát hiện. Vì thế hào quang của Phật chiếu soi suốt 18.000 thế giới ở phương đông, là muốn nói rằng chỉ có trí tuệ không có phân biệt, không có đối đãi đó thì mới có thể soi chiếu để thấy biết rõ được sự dính mắc, chấp thủ và phát triển của thập bát giới đã nhận chìm con người vào biển khổ sông mê. Đức Nhật Nguyệt đăng minh Như Lai từ chánh định dậy, vì Bồ Tát Diệu Quang và 800 đệ tử mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, trải 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Người nghe Pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm không động, không mệt mỏi, và xem thời gian ấy mau chừng như trong một bữa ăn. Nếu nhìn từ góc độ của sự tướng mà nói dựa thời gian hữu hạn của con người, thì một tiểu kiếp dài khoảng 16.8 triệu năm. Do đó, 60 tiểu kiếp dài trên 1 tỷ năm, thuyết vụ nổ lớn tức là Big Bang, cho rằng thế giới vũ trụ chỉ được tạo thành khoảng 13.7 tỷ năm, và cái trái đất của chúng ta đang sống ra đời khoảng 4.5 tỷ năm, và sau cùng con người có mặt trên quả đất không quá 1 triệu năm. Thế mà Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Pháp Hoa suốt trong 1 tỷ năm thì lời kinh có lẽ phản khoa học quá. Đó là chưa kể không một ai sống đến 1 tỷ năm. Tại sao thời gian dài trên 1 tỷ năm mà tưởng chừng như một bữa ăn? Thời gian, không gian là dựa trên khái niệm của hiện tượng vật chất hữu hình trong thế giới hữu vi mà đặt để. Tuy nhiên, khái niệm thời gian và không gian trong thế giới tương đối không đồng nhất. Một ngày trên những hành tinh khác rất dài so với thời gian ở quả địa cầu. Không gian cũng như thế. Cùng một thời điểm mà tại Úc Đại Lợi chịu cảnh nóng bức của mùa hè, trong khi ở Hoa Kỳ lại ôm cái lạnh giá của mùa đông. Vì thế, nếu con người tùy thuộc vào khái niệm tương đối của không gian và thời gian, thì tâm sẽ thay đổi, chuyển biến và bất tịnh. Ở đây, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là để khai thị cho mọi người thức tỉnh cái tri kiến Phật vốn có sẵn bên trong họ. Mà tri kiến Phật là không hình, không sắc, không tướng, không sanh, không diệt, vượt ngoài không gian và thời gian đối đãi. Do đó, ngộ nhập tri kiến Phật thì thời gian, không gian là vô nghĩa, cho nên tâm bất động, thân không ăn uống, ngồi lâu mà chẳng mỏi mệt là như vậy. Vì tri kiến Phật là chân không, vốn không có hình tướng, không sanh diệt, thì dựa vào đâu để phân biệt thời gian mau, chậm hay không gian rộng hẹp? Đó là lý do tại sao kinh nói 60 tiểu kiếp tưởng chừng như một bữa ăn. Đó là lý do tại sao kinh nói 60 tiểu kiếp tưởng chừng như một bữa ăn. Đó là lý do tại sao kinh nói 60 tiểu kiếp tưởng chừng như một bữa ăn. Nhưng nếu nhìn theo lý tánh thì con số 800 đệ tử mà kinh nói ở đây là ám chỉ cho con số 8, tức là Bát Thức Tâm Vương, là Lục Thức, Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức. Và con số 60 tiểu kiếp là đại diện cho những căn bản phiền não, tùy phiền não. Vì thế, có diệt hết những căn bản phiền não đó thì Bát Thức Tâm Vương mới thanh tịnh được. Từ đó, chuyển A Lại Gia Thức thành ra Như Lai Tạng hoặc Bạch Tịnh Thức, tức là có giải thoát. Sau 60 tiểu kiếp nói kinh trước chúng hội, Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Long, Ma Phạm, Nhân Phi Nhân, Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh tuyên bố, hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư Niết Bàn. Trước khi vào Niết Bàn, Phật thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng trước đại chúng rằng, Đức Tạng Bồ Tát này sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai, đủ 10 đức hiệu thọ ký xong, đúng như lời tuyên bố Đức Phật
nhập vô dư niết bàn vào lúc nửa đêm. Tại sao Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh sau khi nói kinh Pháp Hoa xong liền tuyên bố sẽ nhập niết bàn vào nửa đêm? Lý do chư Phật trong quá khứ và Đức Phật Thích Ca thị hiện ở thế gian này là Phật vi nhất đại sự nhân duyên, xuất hiện ư thế, nghĩa là Phật là một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Đại sự mà Phật muốn nói ở đây là gì? Phải chăng đó là sự sinh tử của mỗi chúng sinh? Chính trong phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa có dạy rằng chư Phật chỉ do một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở thế gian, đó là muốn cho chúng sinh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Khi chúng sinh đã ngộ nhập tri kiến Phật thì bản hoài của chư Phật đã thành tựu. Biết tri kiến Phật là Phật nhân, chúng sinh cần phải tu hành để dẹp sạch vô minh vọng tưởng thì mới đạt đến Phật quả, tức là sống với tri kiến Phật thường trụ của mình. Tuy Phật Pháp chỉ có một con đường, nhưng căn tánh chúng sinh bất đồng, cho nên Phật mới nói tam thừa. Hàng thanh văn Phật nói tứ đế, hàng duyên giác Phật nói thập nhị nhân duyên, hàng Bồ Tát Phật nói lục bộ ba la mật. Cuối cùng, Phật quy ba thừa trở thành nhất thừa Phật đạo. Đến đây, bản nguyện của Phật đã viên mãn nên Ngài nhập Niết Bàn. Tại sao Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Pháp Hoa với Diệu Quang Bồ Tát mà lại thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng? Bồ Tát Diệu Quang là đại diện cho căn bản trí của mọi chúng sinh. Mà căn bản trí là Phật tánh, là chân tâm sáng suốt thì đâu cần phải thọ ký. Trong khi đó, Bồ Tát Đức Tạng là chỉ cho cái kho công đức, là biểu tượng cho sai biệt trí. Do đó, Phật thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng là sau khi hoằng hóa làm lợi ích chúng sinh, vun bồi kho công đức và sau cùng chuyển sai biệt trí thành căn bản trí thì Ngài sẽ thành Phật. Trong vườn kinh điển Đại Thừa, chỉ có kinh Pháp Hoa mới có phần thọ ký. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng trong đoạn này là để bắt đầu cho những phần thọ ký ở những chương sau. Sau Phật diệt độ, Bồ Tát Diệu Quang thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trải 80 tiểu kiếp, vì người diễn nói và dạy bảo cho 8 vị vương tử ở vững trong đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả 8 vị lần lượt đều thành Phật và vị Phật chót hiệu là Nhiên Đăng. Sau khi Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nhập diệt, Bồ Tát Diệu Quang vì chúng sinh mà diễn nói kinh Pháp Hoa trong suốt 80 tiểu kiếp. Nhắc lại đoạn kinh trước 60 tiểu kiếp chừng như một bữa ăn, bởi vì tri kiến Phật vượt thời gian và không gian, nên người ngộ được tri kiến Phật thì thời gian như dừng lại, vạn kiếp không lìa một điểm tâm. Trong số những người được Bồ Tát Diệu Quang giáo hóa còn có 8 vị vương tử con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Các vị đó vững tin đối với đạo vô thượng Bồ Đề, cho nên tất cả đều thành Phật, và vị Phật sau cùng đó là Phật Nhiên Đăng. Nhiên là đốt, đăng là đèn. Phật hiệu Nhiên Đăng là thắp đèn tỏa sáng. Đây là ánh sáng trí tuệ phát ra từ căn bản trí để giúp cho chúng sinh giải trừ mọi vọng tưởng chấp trước, phát triển trí tuệ trong sáng viên mãn tròn đầy, tức là thành Phật. Trong 800 đệ tử của Bồ Tát Diệu Quang có một người tên là Cầu Danh. Sở dĩ người này có cái tên ấy là vì còn tham ưa danh lợi, tuy có đọc tụng kinh điển nhiều mà không thuộc lành. Dù vậy, đó cũng là một căn lành đã từng gieo giống Phật trong vô lượng ngàn muôn ức kiếp. Sau khi kể lại câu chuyện trên, Bồ Tát Văn Thù kết luận rằng Bồ Tát Diệu Quang lúc đó đâu phải người nào xa lạ, chính là ta đây. Còn Cầu Danh Bồ Tát lúc đó nay chính là Di Lặc Ngài đó. Hôm nay Đức Phật Thích Ca phóng quang hiện điểm giống hệt xưa kia, tôi nghĩ là Đức Phật cũng sẽ nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đọc đoạn kinh này khiến chúng ta có những nghi vấn như thế này. Thứ nhất, Bồ Tát Diệu Quang từ thời
Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã giáo hóa cho biết bao Bồ Tát thành Phật. Thế mà cho đến thời Phật Thích Ca, Ngài vẫn là Bồ Tát Văn Thù, chưa thành Phật. Thứ hai, trong Hải Hội Pháp Hoa, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký cho Bồ Tát Đức Tại. Thậm chí, Bồ Tát cầu danh là người cầu thân với những hàng danh gia vọng tộc, quan quyền, giàu có, không tinh tấn tu hành, nếu không muốn nói là hạng bê bối, mà vẫn được Phật thọ ký cho đời sau thành Phật, hiệu là Di Lặc. Trong khi đó, Phật không hề thọ ký cho Bồ Tát Văn Thù. Trong tất cả mọi chúng sinh đều có sẵn chân tâm, Phật tánh sáng suốt tràn đầy, mà nhà Phật gọi là căn bản trí, là biểu tượng của Bồ Tát Văn Thù. Tuy ai ai cũng đều có căn bản trí, nhưng chúng sinh bị vô minh che lấp, cho nên sống trong điên đảo, là biểu tượng của Bồ Tát cầu danh. Vì thế, khi Phật thọ ký chẳng qua là lời khuyến khích, hối thúc chúng sinh nỗ lực tinh tấn tu hành, để phá vô minh, dẹp vọng tưởng, mà quay về với căn bản trí, vốn thường sáng tỏ trong ta. Thọ ký không có nghĩa là Phật cho ta quả vị Phật, mà Phật muốn khẳng định trong ta đã có sẵn Phật tánh, tức là chất Phật rồi. Cho nên nếu chúng sinh biết rửa sạch bợn nhơ của phiền não vô minh, thì Phật tánh sẽ hiện bày, tức là thành Phật. Di Lặc chạy theo danh tướng, nên bị vọng tưởng chấp trước sai sử. Nay duyên lành gặp được Phật, biết rằng thức là phân biệt, đối đãi và vọng tưởng không thật, cho nên quyết tâm tu hành biến vọng thức thành chân như. Chuyển tám thức thành bốn trí, rồi thành Phật. Do đó, Di Lặc mới cần Phật thọ ký. Còn Văn Thù tượng trưng cho căn bản trí, mà căn bản trí là Phật tánh. Đã là Phật tánh, thì còn thọ ký thành Phật chi nữa. Bồ Tát Diệu Quang là thầy của biết bao nhiêu chư Phật, dạy các Bồ Tát tu hành thành Phật và trải qua biết bao đời, đến nay trở thành Bồ Tát Văn Thù. Cho nên căn bản trí tức là Phật, là tánh rồi, chứ không cần phải tu hành để trở về với Phật, tức là tánh nữa. Phần tóm lược, thâm ý của phẩm tựa này là chuẩn bị tinh thần cho đại chúng trong Hải Hội Pháp Hoa biết rằng, mọi người sắp được nghe một điệu pháp rất thâm sâu huyền diệu mà xưa nay chưa từng được nghe tới. Những người có duyên lớn như Bồ Tát Diệu Quang, tức là Bồ Tát Văn Thù, đã từng nghe và thuyết giảng lại kinh Pháp Hoa. Tuy thế, Bồ Tát Di Lặc đã từng thực tập học hỏi từ rất nhiều vị Phật mà có lẽ vẫn chưa được nghe pháp vi diệu này lần nào. Nét đặc thù của phần này là giới thiệu tư tưởng bổn môn và tích môn để chúng ta quen thuộc về sự liên hệ giữa những vị Phật quá khứ và Phật Thích Ca. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã từng nói kinh Pháp Hoa, vì thế chuyện Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa ngày nay chỉ là sự lặp lại, chứ không có gì mới lạ. Cái mới lạ ở đây là dựa vào góc độ thời gian trong giai đoạn nào đó trong lịch sử đối với con người hôm nay. Nhưng đứng trên phương diện bản thể, tức là thế giới của chân không, thì vượt thời gian và không gian là chuyện bình thường, không có gì mới lạ cả. Phải chăng Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã thuyết kinh Pháp Hoa ngày xưa có phải là Phật Thích Ca ngày nay chăng? Sự thật là như vậy. Hai vị Phật này tuy hai nhưng mà là một. Chẳng những thế, chương sau có vị Phật Đa Bảo ngày xưa cũng thuyết kinh Pháp Hoa, cho nên Phật Đa Bảo ngày xưa cũng chính là Phật Thích Ca ngày nay. Do đó, nếu đứng trên phương diện tích môn mà nói, thì Phật Thích Ca hiện giờ đang thuyết giảng kinh Pháp Hoa ở thế giới ta bà này. Nhưng bây giờ, nếu dựa theo bổn môn mà lý luận, thì Phật Thích Ca chính là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Phật Đa Bảo đã từng thuyết pháp ngày xưa và chưa bao giờ ngừng thuyết pháp. Tóm lại, đứng về mặt bổn môn thì Phật Thích Ca là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, cũng là Phật Đa Bảo, và Phật Thích Ca không có giây phút nào ngừng nói kinh Pháp Hoa. Nhưng đứng về mặt tích môn thì Phật Thích Ca đã thuyết pháp dòng trong suốt 49 năm. Nói cách khác, kinh giới thiệu cho chúng ta hai cái nhìn, một là con người lịch sử và cái khác là chân lý, vượt ra ngoài những phạm trù đối đãi của thời gian và không gian.